Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 40. Nhưng Dương Quan Quan sẽ không xấu hổ, hiện tại cô ta đã rèn luyện tới cảnh giới, chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác. Không thể không nói, Tề Đẳng Nhàn không chỉ truyền thụ võ nghệ cho cô ta, ngay cả da mặt cũng đều truyền thụ. Nhưng ánh mắt kia càng khó chịu, Dương Quan Quan lại càng trò chuyện vui vẻ cùng Lão Gia Tử. Lão Gia Tử hôm nay nên nghỉ ngơi rồi, lần sau lại đến đi. Không biết là ai bất thình lình mở miệng nói một câu nói. Dương Lão Gia Tử cũng phát hiện bầu không khí không thích hợp, cười nói với Dương Quan Quan, cháu đi về trước đi, có rảnh thì lại đến thăm ông. Dương Quan Quan gật gật đầu, nói, ông nội, vậy cháu về trước đây. Tề Đẳng Nhàn cũng lễ phép chào hỏi, tạm biệt Dương Lão Bá. Dương Quan Quan trong nháy mắt trở nên hơi đen mặt. Anh gọi Lão Bá là có ý gì? Dương Quan Quan lửa giận tận trời hỏi. Cô giới thiệu tôi với ông ấy, tôi là sư phụ cô còn gì? Tôi lớn hơn cô một thế hệ, không được gọi ông ấy là Lão Bá sao? Tề Đẳng Nhàn trợn trắng mắt nói, cảm giác trả được thù này, thật là tuyệt. Dương Quan Quan tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu luôn, cái tên chó này, đúng là rất thù dai mà. Tề Đẳng Nhàn cười nói, nếu cô giới thiệu tôi là bạn trai hay gì đó tương tự, chắc chắn tôi sẽ gọi ông ta là ông nội, hơn nữa gọi còn thân thiết hơn cả cô. Dương Quan Quan hừ hừ một tiếng, nói cút đi. Với cái thái độ này của anh, cả đời tôi cũng không cho anh được toại nguyện. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, nói, làm người không thể không giữ chữ tín đâu. Dương Quan Quan xem thường liếc mắt một cái, dù sao cũng tư lợi bội ước, với thái độ này, bản thân không thể để cho hắn được lời. Hai người vừa mới đi ra khỏi phòng bệnh liền phát hiện trên đường đi có không ít người nhà họ Dương đang đứng, các loại mà bảy bà cô, tám bà dì linh tinh đều tới đủ. Dương Quan Quan, cái đồ đê tiện nhà cô, còn có mặt mũi chạy tới bệnh viện thăm Lão Gia Tử. Dựa vào cái gì mà cô được kế thừa tài sản nhà họ Dương sản chứ? Đúng vậy, đứa con hoang do thằng thiểu năng trí tuệ sinh ra, tài sản nhà họ Dương có phần của cô sao? Lúc trước mẹ cô gả vào nhà này là vì cái gì, trong lòng không biết chút gì à? Còn có mặt mũi trở lại Thượng Hải, sao không tự mình tìm một mảnh đất đi chết luôn đi? Khiến người ta tổn thương nhất luôn là những lời cay nghiệt. Càng nặng nề hơn, đại khái là lời xuất phát từ những người thân thích. Lúc trước Tề Đẳng Nhàn cũng đã được hưởng qua cảm giác bị người thân phản bội, cho nên với chuyện này, hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn liền theo bản năng liếc nhìn qua Dương Quan Quan. Lại thấy gương mặt Dương Quan Quan đầy vẻ lạnh nhạt, thậm chí giữa mày còn mang theo sự kiêu gạo còn lớn hơn so với Ngọc Tiểu Long, cười lạnh nói, tôi cứ muốn thừa kế gia sản của nhà họ Dương. Thế nào, chính là muốn làm cho các người được chia ít hơn một phần tiền đấy. À, một phần ba gia sản, ít nhất cũng phải được mấy tỷ đấy. Chậc chậc chậc, mất đi nhiều tiền như vậy trong một lần, các người không thấy đau lòng à? Trước đây mẹ tôi gả đến nhà họ Dương không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Đương nhiên tôi có biết rồi, cho nên, tài sản của nhà này tôi càng phải nắm được. Ha! Tôi già rồi chắc chắn sẽ tìm một mảnh đất mà đi chết, nhưng hơn phân nửa vẫn sẽ chết ở Thượng Hải, hơn nữa còn ôm khối tài sản nhà họ Dương cùng chết. Những lời Dương Quan Quan nói ra khiến cho Tề Đẳng Nhàn cũng phỉa ngạc nhiên. Ái chà, thì ra nội tâm thư ký Dương lại mạnh mẽ đến như vậy, sự quyết tâm cũng sắc bén như thế. Đúng là trước kia hèn bao nhiêu, hiện tại mạnh mẽ bấy nhiêu. Hiện tại không chỉ có thể trọng quyền xuất kích với ông chủ là hắn, mà còn có thể đối trọng quyền xuất kích với những kẻ dám bắt nạt cô ta như vậy. Chậc, mấy tỷ này vào tay rồi thì nên dùng như thế nào đây? Trước tiên mua một căn hộ đắt nhất cho bản thân ở Thang Thần đi, lại mua thêm du thuyền tư nhân và máy bay tư nhân, a cầm hơn một tỷ mở một xưởng rượu, mỗi ngày uống rượu nho tự ủ, Dương Quan Quan nhìn mọi người, như suy nghĩ gì đó, nói. Mấy người họ hàng kia như muốn nổ tung tại chỗ, một đám người tức giận đến bốc khói trên đầu, hận không thể xông lên xé nát cô ta. Dương Quan Quan, thứ thiện nhân này, đúng là không biết xấu hổ tới cực hạn rồi. Lão Gia Tử cũng bị mù mới chấp nhận chia một phần gia sản cho cô. Một người chắc là có thân phận cô mở miệng liền chửi mắng. Nóng này, đừng mà, mọi người đều là người thân,
cùng lắm thì sau này tôi cho các người tới ở ké du thuyền và máy bay tư nhân của tôi được không? Dương Quan Quan buông tay, mỉm cười nói. Người họ hàng kia tức giận, xông lên định cào mặt cô ta. Kết quả lại bị Dương Quan Quan trở tay bắt được tay bà ta, bốc một tiếng đánh cho một cái tát thật mạnh, khiến cho bà ta ngã xuống mặt đất. Mọi người nhìn mà xem, mọi người nhìn mà xem này, cái đồ nghiệt chủng Dương Quan Quan vì tranh gia sản mà dám đánh trưởng bối. Nhà họ Dương chúng ta sao lại có đứa con gái bất hiếu như vậy chứ? Mọi người cùng tới phân xử đi, người phụ nữ tên Dương Quan Quan này vì tiền mà dám đánh cả trưởng bối, phát điên rồi. Phóng viên đâu, mau viết hết chuyện này lại, đưa tin ra ngoài, xem cô ta còn mặt mũi làm người hay không. Nhóm họ hàng đều hô to gọi nhỏ, hơn nữa còn thật sự sắp xếp phóng viên tới nơi này thu thập tin tức. Tề Đẳng Nhàn nheo nheo mắt, đây là chuẩn bị bát nước bẩn, định dùng dư luận xã hội dìm chết Dương Quan Quan sao? Nói như thế nào Dương Quan Quan cũng có thể xem là một nửa nhân vật của công chúng, không ít cư dân mạng khá thích xem phát sóng trực tiếp chơi game đều biết cô ta. Một khi nổ ra tin tức như vậy, đối với Dương Quan Quan mà nói, chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Không cần phải xen vào đám chó điên này, bọn họ càng kêu gào hung ác, tôi lại càng sống tốt hơn. Dương Quan Quan duỗi tay giữ chặt lấy cánh tay Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói. Cô cũng đủ mạnh mẽ đấy. Tề Đẳng Nhàn chép chép miệng, nói. Bởi vì có anh ủng hộ tôi, chỉ cần có anh chống lưng cho tôi sẽ không sợ. Dương Quan Quan nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên nghị. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, đám thân thích nhà họ Dương đều tới mắng cô ta, tìm cô ta gây phiền toái, nhưng căn bản cô ta không sợ, ngược lại còn dùng một loại tư thái càng kiêu ngạo mạnh mẽ đả kích bọn họ. Chính là theo như lời cô ta nói, đám chó điên càng hung dữ. Bản thân càng phải sống tốt hơn, tức chết bọn họ. Bị người bắt nạt chèn ép hơn 20 năm, xem như vì tâm tính hiện tại của Dương Quan Quan, xây dựng cơ sở tốt đẹp, giúp cho cô ta căn bản không sợ bị hắt nước bẩn và người thân công kích. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy, cô ta càng ngày càng có phong thái của một tông sự có thể một mình đảm đương một phía, cho cô ta chút thời gian, khai tông lập phái cũng không phải nói chơi. Đi thôi, nếu chỉ là một đám chó điên. Vậy thì chúng ta cũng không cần để ý tới chúng. Tề Đẳng Nhàn cười cười, thuận tay ôm eo nhỏ của Dương Quan Quan. Eo của thư ký Dương vừa nhỏ lại mềm dẻo, trước đây vẫn luôn kiên trì tập thể hình, sau khi luyện công tính mềm dẻo của thân thể càng được nâng cao, xúc cảm tăng cao. Dù sao, Tề Đẳng Nhàn chọn không được người phụ nữ nào có thể thắng được Dương Quan Quan ở dáng người. Về dáng người mà nói, Dương Quan Quan tuyệt đối là cấp bậc phá vỡ hư không. Gặp thần không hỏng. Cứ việc bôi đen tôi, đám chó điên, tương lai của chúng ta còn dài, nợ nần cứ từ từ mà tính. Dương Quan Quan quay đầu, lạnh giọng nói với đám họ hàng. Trong ánh mắt lập lòe sự lãnh khốc và âm nhu hung lệ vốn chỉ hướng Đông Tinh mới có. Sau khi Dương Quan Quan đi rồi, cảm xúc của đám thân thích lại lớn hơn nữa, cô một lời tôi một câu mắng cô ta đến không ra một cái gì, một đám người lòng đầy căm phẫn. Làm như là cô ta đã làm ra việc không có nhân tính gì đó không bằng. Không bao lâu, có tin tức liên quan đến Dương Quan Quan xuất hiện. Không ngoài sở liệu, là tin xấu. Trên mạng toàn là tiếng mắng, cư dân mạng yêu cầu nền tảng Livestream răng nanh phong sát Dương Quan Quan. Nhìn thấy những tin tức này, Tề Đẳng Nhân vẫn có chút lo lắng. Nhưng Dương Quan Quan tỏ vẻ không sao cả. Bảo hắn không cần để tâm làm gì. Ông chủ của Kangya Lai bên kia đã trực tiếp gọi điện thoại qua đây, dò hỏi tình huống của Dương Quan Quan như thế nào, sau khi trao đổi một lúc, ông ta quyết định đóng băng cô ta trước. Dương Quan Quan tỏ vẻ sẽ nghe theo sự an bài của nền tảng, hơn nữa, sắp tới cô ta cũng không có ý định phát sóng trực tiếp, cho nên, đóng băng thì cứ đóng băng đi. Chậc, sao anh lại có cảm giác như em đang bất chấp tất cả vậy? Không thèm quan tâm chút nào luôn, anh nhớ là em rất thích làm phát sóng trực tiếp mà. Tề Đẳng Nhân nói. Hay, sau khi em kế thừa gia sản, có vài tỷ trong tay, muốn sống như thế nào mà chẳng được, dù có mua luôn nền tảng phát sóng trực tiếp cũng không sao, còn để ý những việc này làm gì. Dương Quan Quan khinh thường nhìn lại, nói. Tề Đẳng Nhân cảm thấy lời này rất có lý, người khác có mắng hắn thế nào cũng được, miễn là cuộc sống hắn hạnh phúc. Người khác cuối cùng cũng chỉ có thể hâm mộ.
Tề Đẳng Nhân nhịn không được mà nói, tâm thái hiện tại của em, đúng là vô địch thiên hạ. Dương Quan Quan nói, còn không phải anh dạy sao, thần tượng. Tề Đẳng Nhân nói, anh đâu có dạy em mấy cái này. Dương Quan Quan nói, dù sao em cảm thấy bản thân mình đã thông suốt rồi, hiện tại đã không còn nhiều thứ để đặc biệt để ý nữa. Bây giờ, điều duy nhất mà em muốn làm là, luyện võ thật tốt, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tề Đẳng Nhân gật đầu. Chẳng qua, em có một câu muốn nói với anh không được bỏ rơi em giống như mẹ em đã từng làm. Dương Quan Quan nói. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tề Đẳng Nhân cười, tay dùng chút lực, ôm chặt cô ta trong vòng tay. Vui đùa cái gì vậy, hắn vất vả lắm mới mài giũa xong một khối ngọc thô thành chân bảo, sao có thể tùy tiện vứt bỏ được. Phải nâng niu che chở, lo sợ người khác cướp mất mới đúng. Gần đến giờ ăn tối, Kim Thần Hy đúng hẹn đến đón Dương Quan Quan đi ăn cơm, theo như lời trước đó cô ta đã nói, cô ta sẽ giới thiệu một nhân vật lớn cho Dương Quan Quan biết. Anh cũng đi cùng đi, coi như mang anh đi thấy sự đời, nhưng anh tuyệt đối không được làm chuyện gì xấu, đừng có nói nhiều. Kim Hy Thần nói với Tề Đẳng Nhân. Ách, được thôi, tôi thích nhất là ăn chùa đó, Tề Đẳng Nhân nói. Ăn chùa là một chuyện tốt. Hơn nữa còn là một đức tính tốt đẹp. Kim Hy Thần cảm thấy hắn nói chuyện có chút thô tục, liền nhíu mày, nói tuyệt đối không được nói mấy lời như thế trong những dịp này, quá thô tục, hiểu không? Tề Đẳng Nhân nói, nghe cô hết, nghe lời cô hết. Tề Đẳng Nhân tôi là người thô lỗ, sau này nhất định sẽ sửa lại. Kim Hy Thần chỉ trợn trắng mắt với hắn, trong lòng kinh ngạc, chị họ cô ta sao lại tìm một người bạn trai tệ như vậy? Tề. Anh đừng có ở đó mà đùa cợt, anh không phải Lý đoàn trưởng, nên không có súng ý đâu. Dương Quan Quan khó chịu tát Tề Đẳng Nhân một cái. Tề Đẳng Nhân tôi có súng ý hay không, Từ Ngạo Tuyết khẳng định chưa nói cho em. Tề Đẳng Nhân thầm nghĩ đến rất nhiều câu chuyện kịch tính, nhưng loại lời cợt nhả như thế này, tuyệt đối không thể nói ra. Kim Hy Thần lái xe, chở theo hai người, lái thẳng đến nhà hàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Quan Quan nói, Hy Thần, nhân vật lớn mà em muốn giới thiệu là người có địa vị như thế nào vậy? Kim Hy Thần nói, anh ta là nhị thiếu đông gia của tập đoàn Long Thị, Long Phi Vũ, gần đây đang chuẩn bị phát triển ở Thượng Hải của chúng ta, có quan hệ rất tốt với quý bà Tống Chí Mai, phó đà chủ Long Môn, nếu anh ta có thể giúp chị nói chuyện, thì chị muốn đứng vững gót chân tại Thượng Hải chắc chắn không thành vấn đề. Tề Đẳng Nhân cảm thấy cái tên tập đoàn Long Thị này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ được là đã nghe ở đâu, dù sao, làm tổng tài lâu ngày, tiếp xúc với vô số tổng tài, vô số tập đoàn này tập đoàn kia, nhớ không hết nổi. Nhưng cái tên Tống Chí Mai hắn rất quen thuộc, đây không phải mẹ vợ tương lai của hắn sao? Hắn liếc mắt nhìn Dương Quan Quan một cái, phát hiện Dương Quan Quan không có phản ứng gì, hiển nhiên. Cô ta không biết Tống Chí Mai là mẹ của Lý Vân Uyển. Rất nhanh, một nhóm ba người họ đã tới nhà hàng. Sau khi tiến vào phòng, hắn nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi ở ghế chủ vị, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang cười nói với cậu ta. Người phụ nữ xinh đẹp kia là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Google chúng em, người ngồi ở vị trí chủ vị kia là nhị thiếu đông gia tập đoàn Long Thị Long Phi Vũ. Kim Hy Thần thấp giọng giới thiệu. À, Dương Quan Quan tùy ý gật đầu, cũng không quá để ý. Sau một lát, cô ta mới sửng sốt, nói, em nói cái gì? Tập đoàn Goku, em đi làm ở tập đoàn Goku sao? Kim Hy Thần đắc ý nói, đúng vậy, em là phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Goku, lợi hại không? Tập đoàn Goku chính là tập đoàn đứng đầu về khoa học kỹ thuật tại Thượng Hải chúng ta đó. Dương Quan Quan mỉm cười. Giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Tề Đẳng Nhân cũng nói, lợi hại, sau này xin hãy che chở chúng tôi một chút, em họ giám đốc. Kim Hy Thần trực tiếp trừng mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy thằng nhãi này cũng thật nhiều chuyện. Em họ Dương Quan Quan và cô ta có cùng một tính cách, đều thích đánh vào đầu ông chủ như vậy sao? Tề Đẳng Nhân lạnh run nói. Trước khi Tề Đẳng Nhân tới Thượng Hải, Hướng Đông Tình đã ra giá cao để thu mua tập đoàn Goku, hơn nữa, một lượng lớn cổ phần đáng đứng tên của Tề Đẳng Nhân, hiện tại, Tề Đẳng Nhân mới đúng là ông chủ của tập đoàn Goku.
Chẳng qua, lúc hắn đến Thượng Hải cũng chưa liên lạc với người của tập đoàn Goku. Dù sao, công ty hoạt động loại chuyện này, hắn thực sự không hiểu những thứ như điều hành công ty, thay vì gây rắc rối như trong quá khứ, hắn thà làm một ông chủ nhàn rỗi là được rồi, thậm chí ngay cả những chuyện như ký văn kiện cũng không cần hắn ký, sung sướng bao nhiêu. Kim Hy Thần rất nhanh đã tìm được cơ hội để nói chuyện với Long Phi Vũ, sau khi nghe được lời Kim Hy Thần nói, Long Phi Vũ quay đầu tới nhìn thoáng qua Dương Quan Quan. Cái liếc mắt này thực sự khiến người ta kinh diễm, nhưng rất nhanh cậu ta đã nhíu mày lại, nói, Dương gia ở Thượng Hải sao? Đứng ra nói hai câu thì cũng không phải không thể, nhưng tác dụng sẽ không lớn như cô nghĩ đâu. Dù sao, Dương gia mới là ông trùm ở Thượng Hải, một người ngoại tỉnh như tôi, bọn họ không nhất định sẽ nể tình. Kim Hy Thần nói, Long thiếu tình nguyện hỗ trợ là tốt lắm rồi, còn hiệu quả gì đó, để sau rồi tính. Long Phi Vũ gật đầu, đang tính nói chuyện, thư ký đứng ở một bên thì thầm vào tai cậu ta hai câu, điều này làm cho sắc mặt cậu ta biến đổi. Chuyện sao lại ầm ĩ như vậy? Thôi quên đu, quản lý Kim, chuyện này chắc là tôi không giúp được rồi. Long Phi Vũ lắc đầu nói. Làm sao vậy? Kim Hy Thần kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Long Phi Vũ tiếp nhận điện thoại di động trong tay thư ký, nói tự cô xem tin tức đi, nếu lúc này mà tôi đứng ra nói chuyện, nước miếng người đời có thể khiến tôi chết đuối mất. Sau khi Kim Hy Thần nhìn thấy tin tức, cả người phát run lên, tức giận nói, thật quá đáng, những người này sao có thể cố ý bôi đen người khác như vậy? Chỉ vì chút gia sản mà phải làm đến mức này sao? Long Phi Vũ lễ phép cười với Dương Quan Quan, nói, xin lỗi, Dương tiểu thư. Chuyện này tôi không giúp được gì. Dương Quan Quan bình tĩnh nói, cảm ơn Long Thiếu, không sao cả. Tề Đẳng Nhân cảm thấy Long Phi Vũ này thật ra cũng là một chính nhân quân tử khá đoàng hoàng, còn rất thành thật, không phải cái loại phú nhị đại não tàn. Đang nói chuyện thì có một người khác đi vào phòng, trên người mặc tây trang, tóc vàng, mở miệng nói, Long Tổng, trông cậu ngầu quá, nếu biết cậu ở đây sớm hơn một chút đã kêu anh em qua chào một tiếng. Tuy rằng ông ta nói bằng tiếng Hoa Quốc phổ thông, nhưng âm điệu không quá nhanh, hiển nhiên không phải là người Hoa chính gốc. Vị này là Choi tổng của tài phiệt Thượng Tinh, Choi Cheong Han, cũng là đối tượng hợp tác chủ yếu của tập đoàn Goku, địa vị rất lớn. Kim Hy Thần nói khẽ với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lại quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, cô có biết, Tôn Dĩnh Thục âm thầm ra tay với Tề Đẳng Nhàn, tên cựu quán quân Taekwondo kia đã làm hắn ghi thù. Mâu thuẫn giữa hai người khiến Tề Đẳng Nhàn ngứa mắt với toàn bộ người của tài phiệt Thượng Tinh. Dù sao Tề Đẳng Nhân cảm thấy Tôn Dĩnh Thục không phải là người tốt lành gì, chính hắn giúp cô ta, cứu cô ta, kết quả, chỉ bởi vì hắn không đáp ứng yêu cầu của cô ta liền chơi xấu uy hiếp hắn. Đối với loại người ăn cháo đá bát lấy oán trả ơn này, hắn không có chút hảo cảm nào, cho dù Tôn Dĩnh Thục có nói rằng cô ta có nỗi khổ riêng. Nhưng Tề Đẳng Nhân sẽ không hiểu cho cô ta, cũng sẽ không đồng cảm với cô ta. Cái người tên Choi Cheong Han này, nếu đã đến từ tài phiệt Thượng Tinh, vậy hơn phân nửa chính là người bên nhà chồng của Tôn Dĩnh Thục, chỉ là không biết có quan hệ như thế nào với một quả phụ như Tôn Dĩnh Thục đây. Choi Tổng, anh tới vừa lúc, chúng tôi chỉ vừa mới chuẩn bị ăn cơm thôi. Mọi người đều là đối tác của Goku, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Long Phi Vũ cười ha hả nói. Long Phi Vũ thật sự không làm giá một chút nào, là một quân tử khiêm nhường, có chí khí chất của một nhà nho. Mà Choi Cheong Han so sánh với cậu ta, thì hơi có vẻ thua chỉ kém em, rõ ràng là ông ta khá tự cao, hành vi cử chỉ cũng rất tùy tiện. Tập đoàn Goku trước mắt đặt trọng tâm trên ngành kỹ thuật máy tính, cho nên, dự án xe tốc hành Thượng Tinh là lấy kỹ thuật và vật liệu của bọn họ. Địa vị của tài phiệt Thượng Tinh ở Hoa Quốc cũng tương đối đặc biệt. Không ít công ty khoa học kỹ thuật đều dựa vào kỹ thuật và vật liệu của bọn họ để kiếm cơm. Long Tổng, đây là tình nhân mới của cậu sao? Ánh mắt rất tốt, Choi Cheong Han chỉ vào Dương Quan Quan, duỗi tay giơ ngón tay cái lên với Long Phi Vũ. Tề Đẳng Nhân nhíu mày, có chút muốn ụp đầu tên này vào nồi lẩu để ông ta rửa mặt, dạy ông ta học cách nói tiếng người. Dương Quan Quan lại lắc đầu với Tề Đẳng Nhân, cô ta nhìn thoáng qua Kim Hy Thần. Ý bảo ông ta cho Kim Hy Thần chút mặt mũi. Long Phi Vũ nói, Choi Tổng đừng nói giỡn, vị này chính là Dương tiểu thư của Dương gia ở Thượng Hải.
Choi Cheong Han nghe vậy liền kinh ngạc, sau đó nói, thì ra là người của Dương gia ở Thượng Hải, thất kính, lời nói vừa rồi cô đừng để trong lòng. Thanh danh của Dương gia ở Thượng Hải rất có tiếng nói. Dương Quan Quan chỉ không nóng không lạnh liếc nhìn ông ta một cái, lười nói chuyện với cái người không biết tôn trọng người khác này. Ừ, ánh mắt Choi Cheong Han đảo qua, ông ta nhìn điện thoại đang để trên mặt bàn của Long Phi Vũ, trên màn hình di động đúng vẫn còn dừng ở trang tin tức vừa rồi. Sau khi nhìn thấy tin tức này, ánh mắt Choi Cheong Han lại một lần nữa chuyển sang nhìn Dương Quan Quan, tức khắc trên mặt đầy vẻ khinh thường nói, người trên tin tức này là cô đúng chứ? Dương Quan Quan nói, là tôi. Kim Hy Thần nói, Choi Tổng, ông đừng tin bọn người kia nói hưu nói vượt, thuần túy chỉ là ở bôi đen mà thôi, căn bản không có chuyện này. Choi Cheong Han cười nhạo một tiếng, nói tôi còn thật sự cho rằng cô là vị đại tiểu thư nào của Dương, hóa ra chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài giá thú tới tranh gia sản mà thôi. Long Tổng, cậu tiếp xúc với một người như vậy, không sợ bị kéo thấp phẩm vị của chính mình sao? Dương gia vì bôi đen Dương Quan Quan mà không chừa thủ đoạn nào, nói cô ta là con ngoài giá thú, nói cô ta không có giáo dưỡng, nói cô ta tham lam án độc, vì tranh gia sản mà ra tay đánh nhau với trưởng bối nhà mình. Dù sao, hiện tại nước miếng của cư dân mạng có thể phun Dương Quan Quan đến chết đuối, nhưng cô ta một chút cũng không để bụng. Thì ông cũng chỉ là một người bắt nạt kẻ yếu, nếu như tôi thật sự là đại tiểu thư của Dương gia, ông sẽ cung cung kính kính với tôi sao? Dương Quan Quan lạnh giọng nói. Choi Cheong Han nhướng mày, bất mãn nói, cô chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú mà cũng dám nói chuyện như vậy với tôi. Nếu như hôm nay cô không xin lỗi tôi, không hầu hạ tôi thoải mái, thì khỏi cần Dương gia ra tay, tôi sẽ trực tiếp giúp bọn họ giết chết cô. Kim Hy Thần kinh hãi, không nghĩ tới Choi Cheong Han vậy mà lại mâu thuẫn với Dương Quan Quan. Cô ta vội vàng tiến lên, nói Choi Tổng. Tôi thay chị tôi xin lỗi ngài, người chị họ này của tôi chưa thấy qua việc đời, không biết thân phận của ngài, xin ngài hãy tha thứ. Chị họ, cô ta là chị họ của cô, Choi Cheong Han ngạc nhiên, sau đó cười nói. Đúng vậy, xin Choi Tổng cho tôi mặt mũi, Kim Hy Thần vội vàng, không ngừng gật đầu liên tục đáp lời. Choi Cheong Han nói, vậy thì vừa lúc, tôi thích nhất là chị em. Hai người các cô hôm nay cùng nhau hầu hạ tôi thoải mái, nói không chừng tôi còn có thể giúp cô ta tranh một chút gia sản của Dương gia. Sắc mặt Dương Quan Quan lại tối sầm, nói, sao ông không về nhà bảo mẹ ông đi mà hầu hạ ông đi. Đồ cây gậy nhỏ. Thời điểm cô ta nói ra lời này, tay phải cô ta giơ lên, làm ra một động tác cực kỳ kích thích với đàn ông Triều Tiên. Cái động tác này chính là, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, đầu hai ngón tay để song song. Khoảng cách giữa hai ngón tay ước chừng 3-5cm. Dương Quan Quan tốt xấu cũng từng là một streamer, thường xuyên lên mạng, trên mạng lưu hành những cái gì đều biết rất rõ. Choi Cheong Han vừa thấy cái hành động này, trực tiếp sững sờ ngay lập tức. Long Phi Vũ cũng đen mặt, nói, Dương Tiểu Thư, xin hãy chú ý đúng mực, Choi Tổng là khách quý của tập đoàn Long Thị và tập đoàn Goku chúng tôi. Kim Hy Thần sợ tới mức run lên. Ôm tay Dương Quan Quan kéo xuống, nôn nóng nói, chị họ, chị làm cái gì vậy? Không đáp trả, rồi nhìn cái đồ cây gậy nhỏ này bắt nạt chúng tôi sao? Ở Hoa Quốc, chúng tôi không quen biết ông ta, Tề Đảng Nhân thình lình ngay lúc này mở miệng. Kim Hy Thần sợ tới mức vội vàng nói, anh có thể đừng gây thêm phiền phức được không? Choi Cheong Han là người mà chúng ta có thể chọc vào sao? Toàn bộ Goku chúng tôi, đều không đắc tội nổi ông ta. Còn phải dựa vào kỹ thuật của tài phiệt thượng tinh để làm ăn đấy. Tề Đảng Nhân lạnh nhạt nói, hợp tác với loại cặn bã này để làm gì, không hợp tác thì không hợp tác, cùng lắm thì đổi thành hợp tác với xí nghiệp của nước Mỹ. Hắn là ông chủ của tập đoàn Goku, hắn đương nhiên có tư cách quyết định hợp tác với xí nghiệp nào. Anh ăn nói kiểu gì vậy? Anh cho rằng bản thân là ông chủ của tập đoàn Goku sao? Lời nói như vậy có thể tạo thành hậu quả khôn lường. Anh có thể chịu trách nhiệm sao? Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Goku cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng quát lớn, phó giám đốc Kim, hôm nay cô mang hai cái người nào đến vậy, quá không có tố chất. Nếu như vấn đề hợp tác xảy ra chuyện, tôi xem cô thế nào chịu trách nhiệm. Kim Hy Thần bị xung đột bất thình lình này làm cho luống cuống chân tay,
trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, có chút hoảng loạn. Choi Cheong Han lúc này đã hồi thần lại, mặt đen như là đít nồi. Khinh thường tôi sao, vậy tôi đây thế nào cũng phải cho các người biết được sự lợi hại của người đàn ông Triều Tiên. Choi Cheong Han giận dữ nói, tập đoàn Goku các người nghe kỹ cho tôi, nếu không đem hai người phụ nữ này đến xin lỗi tôi, vậy thì hợp tác giữa chúng ta trực tiếp hủy bỏ. Sắc mặt giám đốc bộ phận quan hệ công chúng trắng bệch, quả nhiên, điều khiến cô ta lo lắng nhất đã xảy ra, cô ta hung dữ mà nhìn Kim Hy Thần, đều do người phụ nữ này nhiều chuyện, một hai phải dẫn hai người ngoài này đến, đúng là chuyện xấu. Long Phi Vũ nói, Choi Tổng xin bớt giận. Long Tổng, hôm nay cậu là người chủ trì, những người này xuất hiện trong phòng của cậu, nếu cậu không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, vậy thì hợp tác giữa chúng ta cũng hủy bỏ. Choi Cheong Han nổi giận, trực tiếp quát lớn với Long Phi Vũ. Ông muốn tôi cho ông câu trả lời như thế nào? Long Phi Vũ nhíu mày, hỏi. Choi Cheong Han nói, hai người phụ nữ này, tôi để tập đoàn Goku trả lời tôi. Nhưng cái tên ngu xuẩn này, giao cho cậu. Cậu xử lý hắn tốt, chúng ta tiếp tục hợp tác. Choi Cheong Han duỗi tay chỉ vào người Tề Đẳng Nhân. Cây gậy nhỏ, Tề Đẳng Nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn ông ta, hơi gật đầu, cũng không nổi giận trước. Hắn muốn nhìn xem, Long Phi Vũ tính làm như thế nào, sẽ vì hợp tác với Tài Phiệt Thượng Tinh mà dẫm hắn một chân, hay là kiên trì giữ nguyên tắc của bản thân. Long Phi Vũ nghe Choi Cheong Han nói lời này, sắc mặt đen như đít nồi. Choi Tổng, ông phải biết rằng, nơi này là Hoa Quốc, không phải nước bổng tử của ông, ở Hoa Quốc, không tới phiên các tài phiệt quyền quý các người hoành hành không cố kỵ. Long Phi Vũ lạnh giọng quát lớn, vỗ bàn đứng dậy. Cậu ta chung quy vẫn là người có tinh thần trọng nghĩa, hơn nữa rất kiên trì giữ vững điểm mấu chốt của chính mình, sẽ không vì ích lợi mà bán rẻ đồng bào. Tề Đẳng Nhân kinh ngạc, loại phú nhị đại não tàn ông ta đã gặp rất nhiều rồi. Đột nhiên gặp được một tên có nguyên tắc có tinh thần trọng nghĩa, làm ông nhịn không được mà ngạc nhiên. Choi Cheong Han bị những lời này của Long Phi Vũ làm cho nghẹn đỏ mặt, cắn răng nói, tốt tốt tốt, Long Phi Vũ cậu con mẹ nó rất kiên cường, tôi coi cậu là bạn bè, cậu lại bởi vì một người ngoài mà trở mặt với tôi. Long Phi Vũ cười lạnh nói, bạn bè, nếu ông coi tôi là bạn bè, sẽ không ở trong bữa tiệc mà tôi chủ trì không tôn trọng người khác như vậy. Phế vật. Cút về nước bổng tử của ông đi. Dương Quan Quan nghe Long Phi Vũ kiên cường nói như thế, liền xem trọng mà nhìn cậu ta. Tốt lắm, ông đây đi thì đi, cậu nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng tới cầu xin ông đây. Choi Cheong Han lạnh mặt, quay đầu đi. Cút đi, đồ ngu xuẩn. Long Phi Vũ tức giận, ngay cả khí nhà nho trên người cậu ta cũng trở nên thô bạo, đối với hành vi của Choi Cheong Han cực kỳ khó chịu. Choi Cheong Han phịch một tiếng, té ở chỗ cửa, lập tức rời đi, chẳng qua, mọi người đều rất rõ ràng, chuyện này chắc chắn chưa tính xong. Sắc mặt Kim Hy Thần có chút trắng bệch, khó khăn lắm mới hợp tác được với Tài Phiệt Thượng Tinh, kết quả, hôm nay bởi vì chút chuyện này mà tan thành mây khói, đúng là nực cười. Long Phi Vũ cười xin lỗi với đám người Tề Đẳng Nhân, nói thật ngại quá, để mọi người chế giễu rồi, vừa rồi thật sự không nhịn được. Tề Đẳng Nhân nói, không có gì, Long Tổng bênh vực lẽ phải làm tôi cảm thấy rất vui vẻ, nói chuyện rất mạnh mẽ. Long Phi Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Tề Đẳng Nhân vỗ vai cậu ta, nói, cũ không đi, mới không tới, cái tên gậy nhỏ ngu xuẩn đó có gì tốt mà phải hợp tác, cùng lắm thì tôi giới thiệu đối tượng hợp tác mới cho anh. Nói thì nói như vậy, nhưng Long Phi Vũ cũng coi lời này như một câu nói đùa mà thôi. Cậu ta không tin một người tùy tiện xuất hiện trong bữa tiệc này sẽ là một người có năng lực như vậy. Long Tổng, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, đều do tôi, nếu không phải tôi dẫn chị họ tới, cũng sẽ không liên lụy đến anh. Kim Hy Thần cuống quýt khom lưng xin lỗi. Kim Tiểu Thư cô đừng tự trách, rõ ràng là cây gậy kia vô lễ, không có liên quan gì tới cô. Long Phi Vũ lắc đầu, nói. Dương Quan Quan nói. Long Tổng vẫn luôn là một người có bao dung và có giới hạn, sau này sẽ là một người thành công. Long Phi Vũ nói, cảm ơn Dương Tiểu Thư, nhận cát ngôn của cô. Nhưng trong lòng Long Phi Vũ cũng tràn ngập chua xót. Tập đoàn Long Thị vừa mới hợp tác với Tài Phiệt Thượng Tinh trong dự án mới, hiện tại bởi vì cậu ta mà hủy bỏ, sắp tới cậu ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng lắm.
Tuy rằng là thiếu Đông gia, nhưng cậu ta cũng không phải là thiếu Đông gia duy nhất. Tập đoàn Long Thị, có hai vị thiếu Đông gia, cậu ta là người đứng thứ hai. Hai vị thiếu Đông gia vẫn luôn đấu đá lẫn nhau, đều muốn chân chính kế thừa tập đoàn Long Thị, chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến cậu ta tạm thời bị bỏ xa. Mấy tên gậy nhỏ này làm cái gì cũng không tốt, nhưng trình độ đâm sau lưng là số một thế giới. Tề Đẳng Nhân cười lạnh nói. Người mà hắn nói, chính là người đàn bà Tôn Dĩnh Thục kia, chính hắn sau khi cứu mạng cô ta, kết quả người ta lại đâm sau lưng hắn không một chút nhân từ. Khuôn mặt Long Phi Vũ cứng đờ, thầm nghĩ cái người tên Tề Đẳng Nhân này có cái gì tư cách gì để có khẩu khí lớn như vậy, chẳng qua, tính cách của cậu ta khiến cậu ta không nói điều cậu ta đang nghĩ ra. Kim Hy Thần giờ phút này đã tâm hoảng ý loạn, một khi hợp tác giữa tập đoàn Goku và tài phiệt Thượng Tinh bị hủy bỏ, vậy trách nhiệm kia đương nhiên sẽ rơi xuống đầu cô ta hiện tại có thể nói là hoảng thành một nùi. Chị họ, chị quá xúc động, em có lòng tốt dẫn chị tới tham gia bữa tiệc này, kết quả Kim Hy Thần nhìn Dương Quan Quan, khóc không ra nước mắt nói. Xin lỗi, nhưng cũng là do tên kia không tôn trọng chị trước. Dương Quan Quan bất đắc dĩ cười khổ. Không nghĩ tới Kim Hy Thần lại thương tâm khổ sở như vậy. Tề Đẳng Nhân ngồi một bên nói, em họ, em đừng lo lắng, anh bảo đảm em sẽ không sao hết. Cái đồ cây gậy đó, kỳ thật nói trắng ra là thiếu đánh, xử lý bọn họ vài lần, bọn họ mới thành thật lại. Kim Hy Thần thở phì phò mà quay đầu lại nhìn hắn, nói, dù sao cũng không phải anh vì chuyện này mà mất việc, anh cũng không phải vì chuyện này phải chịu tổn thất khách xù. Nói cho sướng tai thì ai chẳng biết. Tề Đẳng Nhân giật mình, nói tập đoàn Goku sao, lời nói của tôi vẫn rất có tiếng mói, em đừng lo lắng, tôi là. Tề Đẳng Nhân vừa định chuẩn bị nói hắn là ông chủ thì Kim Hy Thần giận dữ nói lại, anh mà có tiếng nói. Tiếng đâu ra mà dùng, tin tức chị họ bị Dương gia bôi đen thành như vậy, cũng thấy lời nói của anh có tác dụng gì. Hiện tại tới trước mặt tôi giả bộ cái gì mà giả bộ. Nếu anh thật sự hữu dụng. Mấy cái tin tức bôi đen này cũng sẽ không che trời lấp đất như vậy. Anh là ông chủ của tập đoàn chúng tôi, khẩu khí thật lớn. Khóe miệng Tề Đẳng Nhân run rẩy, hắn thật sự là ông chủ của tập đoàn Goku mà. Long Phi Vũ cũng nói, tập đoàn Goku mới vừa bị thu mua, cần phải được mở rộng và phô trương thanh thế, một khi hợp tác với tài phiệt Thượng Tinh ngưng hẳn, tổn thất phải chịu phi thường nghiêm trọng. Tình huống hôm nay, cao tầng Goku hơn phân nửa là sẽ không thông cảm cho Kim Tiểu Thư, Tề Tiên Sinh anh ở một bên cũng ít nói mát hai câu lại đi. Chỗ này tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể câu thông cao tầng Goku một chút, giải thích tình huống hôm nay cho bọn họ, hy vọng bọn họ nhiều ít có thể hiểu một chút. Tôi chỉ có thể làm chút chuyện nhỏ này thôi, xin Kim Tiểu Thư thông cảm. Kim Hy Thần hít mũi, bị cậu ta làm cảm động. Liền nói, cảm ơn Long Tổng, thật sự cảm tạ anh. Dương Quan Quan cũng thấp giọng nói, anh bớt nói lại đi, tâm tình người ta hiện tại không tốt, chút nữa anh nói với cao tầng Goku hai câu là được rồi. Tề Đẳng Nhân gật đầu, nói, ừ. Bữa cơm này, mọi người đều không có tâm tình ăn uống. Long Phi Vũ rất nhanh đã nhận được điện thoại của cha mình, vừa bắt máy đã quát lớn một trận. Thằng hai, mày làm cái gì vậy? Sao lại đắc tội với tài phiệt Thượng Tinh? Người ta hiện tại muốn hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Tao mặc kệ mày bị làm sao, nhất định phải đi xin người ta tha thứ, hợp tác lần này rất quan trọng với tập đoàn Long Thị. Long Phi Vũ giải thích một chút, điều này làm cho cha cậu ta khịt mũi coi thường. Thu hồi chút tâm đồng tình đáng thương đồng tình của mày đi, kẻ yếu căn bản không cần được thương xót. Chúng ta kiếm được tiền mới là chân lý. Mày giải quyết chuyện này cho tao, Long Phi Vũ phụ thân rít gào nói. Tề Đẳng Nhân nghe, cảm thấy giọng nói này có hơi quen tai, như thế nào có chút giống giọng nói của ông già đầu địa Trung Hải Long Tông toàn bị hắn chỉnh cho mặt mày xám cho sao. Tập đoàn Long Thị, Long Tông Toàn, cha của Long Phi Vũ, sẽ không phải là Long Tông Toàn chứ. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng được, cái tên rác rưởi Long Tông Toàn này. Cứ nhiên có thể sinh ra một đứa con trai ưu tú như Long Phi Vũ, đột biến gen hay gì. Long Phi Vũ bị mắng đến ủ rũ cụp đuôi, cậu ta rất muốn thay đổi kết quả của việc này, nhưng cũng không muốn dễ dàng thay đổi nguyên tắc và điểm mấu chốt của chính mình. Xin phép hỏi một câu, cha của Long Tiên Sinh là Long Tông Toàn sao?
Tề Đẳng Nhân mở miệng dò hỏi. Long Phi Vũ gật đầu, nói, đúng vậy, vừa rồi là cha tôi gọi điện thoại tới dò hỏi tình huống, còn mắng tôi một trận. Tề Đẳng Nhân nói, vậy Long Tiên Sinh sẽ không thay đổi ý định chứ? Long Phi Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói Tề Tiên Sinh cậu yên tâm, tôi không phải loại người dễ thay đổi nguyên tắc của chính mình, tôi có điểm mấu chốt của bản thân. Thời điểm cậu ta nói lời này, bên trong ngữ khí còn mang theo một chút bất mãn. Tề Đẳng Nhân, ồ, một tiếng, gật đầu. Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, Kim Hy Thần ở một bên cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhân rất muốn nắm tay em họ rồi mắng to một trận, hỏi chuyện thích đánh vào đầu ông chủ có phải là truyền thống của cô ta và Dương Quan Quan hay không. Không lâu sau, di động của Kim Hy Thần cũng vang lên, cuộc điện thoại này làm sắc mặt cô ta biến đổi. Vội vàng đi ra ngoài nghe điện thoại. Một bữa tiệc cứ như vậy bị một cây gậy thọc cứt Triều Tiên làm cho tan rã trong không vui. Em họ hẳn là rất buồn bã, em lúc trở về nhất định phải an ủi em ấy thật tốt. Tề Đẳng Nhân nói với Dương Quan Quan. Ừ, Dương Quan Quan gật đầu, đồng ý với hắn. Tề Đẳng Nhân cười nói, cái tên cây gậy nhỏ này đúng là không phải thứ tốt lành, hơn nữa còn là người của Thôi gia. Sau này nhất định phải dạy dỗ ông ta một trận mới được. Dương Quan Quan nói, người này đúng thật là đáng ghét, chuyện anh dạy dỗ ông ta, em đồng ý hai tay hai chân. Hai người từ nhà hàng đi ra, lập tức nhìn thấy Long Phi Vũ bị người nào đó ngăn cản. Người này lớn tuổi hơn một chút so với Long Phi Vũ, tướng mạo khá giống cậu ta, phỏng chừng là anh trai hoặc ai đó đại loại thế của cậu ta. Long Phi Vũ, mày đã làm ra cái chuyện gì thế? Mày có biết một khi Tài Phiệt Thượng Tinh hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Long thì chúng ta, sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu tổn thất không? Trên mặt Long Phi Linh tràn đầy oán khí mà nhìn em trai mình. Anh hai, chuyện này là em làm hỏng rồi, em sẽ tìm biện pháp giải quyết. Long Phi Vũ đông cứng mà trả lời. Long Phi Linh cười lạnh nói, mày thật đúng là ghê tởm. Chỉ vì cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trong lòng mày mà không màng đến lợi ích của toàn bộ tập đoàn Long thì chúng ta sao? Mày cảm thấy, mày mềm yếu nhút nhát như vậy, có thể xứng để tranh cái ghế chủ tịch với tao sao? Long Phi Vũ lại nói, có giới hạn, có nguyên tắc, không muốn làm việc không từ thủ đoạn, không phải là mềm yếu nhút nhát. Tôi ngược lại cho rằng, đây là chuyện mà một người đàn ông nên làm, là biểu hiện của sự mạnh mẽ. Long Phi Linh nghe cậu ta tranh luận. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, nói cái người mà cho chê ông Han điểm danh đòi xử lý đâu. Ở đâu, mày có thể nói ba cái nguyên tắc sàm chó của mày, nhưng tao thì không, tao sẽ xử lý hắn. Long Phi Vũ sụ mặt nói, chuyện này là cho chê ông Han làm không đúng, chẳng thể trách người khác, anh không thể vì một chút ích lợi, mà không màng trắng đen, bênh vực cho một người nước ngoài được. Cái gì là trắng đen, hiện tại tao chỉ để ý đến lợi ích của tập đoàn Long Thị. Chỉ muốn kiếm tiền thôi. Mày nhân từ nương tay không dám làm, nhưng tao thì không. Long Phi Linh đen mặt nói. Nói xong lời này, anh ta trực tiếp tát một cái lên mặt Long Phi Vũ. Long Phi Vũ bị đánh đến đầu lệch sang một bên, thế nhưng lại không tức giận, chỉ duỗi tay sờ khóe miệng mình. Nếu bạo lực có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì anh đánh nữa đi. Long Phi Vũ chỉ nhàn nhạt nói. Khuôn mặt Long Phi Linh hiện lên vẻ ác độc, nói, vì một người ngoài, mà ngay cả lợi ích của tập đoàn Long thì cũng không màng. Mày đúng là em trai tốt của tao. Hôm nay, tao mà không dạy dỗ mày cho tốt thì tao không phải người ăn cơm trước mày mấy năm. Nói xong lời này, anh ta giơ tay lên, hướng về phía Long Phi Vũ vung xuống. Nhưng bàn tay mới vung được một nửa, đã bị một bàn tay to chặn lại trên không trung. Nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Không nên ra tay với người nhà mình, có năng lực thì ra tay với ưu nhà người ta đi. Tề Đẳng Nhân đẩy Long Phi Linh ra, nhàn nhạt nói. Long Phi Vũ kinh ngạc, sau đó ho khan một tiếng, nói, Tề tiên sinh, chuyện này không liên quan tới anh không cần nhúng tay. Long Phi Linh trừng to hai mắt, lạnh lùng nói, mày là thứ gì, mà cũng dám tới nhúng tay vào chuyện của Long gia chúng ta. Muốn chết à? Chuyện này... Tôi sẽ nói lại với Long Tông Toàn, ông ta sẽ không chỉ trích cậu yên tâm đi. Tề Đẳng Nhân bình tĩnh nói với Long Phi Vũ. Ha ha ha, nói với cha tao, mày thật sự cho rằng mình có thể làm nên chuyện, mày cảm thấy chính mình có tư cách nói chuyện với cha tao. Long Phi Linh nghe xong lời này,
trực tiếp cười như điên. Long Phi Vũ cũng giật mình, sau đó cậu ta nở một nụ cười khổ, hoàn toàn chỉ cho rằng Tề đảng nhân đang khoác lác mà thôi, nói như vậy, ngay cả cậu ta cũng không thể tin. Long Phi Vũ nói, Tề tiên sinh, được rồi, đây là chuyện của nhà chúng tôi, anh không cần quan tâm nhiều đâu. Long Phi Linh trừng lớn mắt, nói, nó chính là cái tên ngu xuẩn đã chọc giận Choi Cheong Han đúng không? Choi Cheong Han bảo mày xử lý hắn, vậy mà mày từ chối. Chỉ vì bảo vệ một tên ngu xuẩn không rõ danh tính, mà mày quay lưng với tài phiệt thượng tinh. Long Phi Vũ, đầu của mày toàn là óc heo hay gì? Tề đẳng nhân lạnh nhạt nói, đồ ngu si, anh nói chuyện tốt nhất nên khách khí chút đi, trước khi tôi đập vỡ đầu anh ra, xem bên trong có phải toàn là óc heo hay không. Long Phi Linh không nghĩ tới Tề đẳng nhân vậy mà dám mắng mình, trực tiếp cười to, nói, mày nói cái gì? Tao không nghe rõ, đập vỡ đầu tao, mày có gan thì thử xem. Đi theo bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ cao lớn thô kệch, vừa thấy là biết không dễ chọc. Tề tiên sinh, anh bớt tranh cãi lại đi, chuyện này không liên quan đến chuyện của anh mau đi nhanh đi. Long Phi Vũ lắc đầu, không chuyện này liên lụy đến hắn, bảo hắn nhanh chóng rời đi. Tề đẳng nhân lại cười, nói cậu đúng là một người chính trực, tôi cảm thấy cậu không tồi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm liên lụy cậu, cho nên tôi thật sự phải xử lý chuyện này, không thể cứ để nó như thế này được. Đi, cho dù mày muốn chạy, cũng không chạy được, Long Phi Linh lạnh giọng nói. Hai đứa tụi bây, đánh gãy chân nó đi, sau đó đưa đến chỗ của Choi Cheong Han, để ông ta tùy ý xử lý. Còn cái thằng ngu Long Phi Vũ này, vì một tên ngu xuẩn như vậy mà muốn chôn vùi lợi ích của tập đoàn Long thì chúng ta, đúng là đầu óc bị nước vào. Hai tên bảo tiêu lập tức gật đầu, một trái một phải đi lên. Dương Quan Quan vào ngay lúc này bước lên phía trước, không nói một lời, che trước mặt Tề đẳng nhân. Nhấc tay một cái đã vật một tên vệ sĩ ngã xuống đất. Tên vệ sĩ thứ hai thấy thế lập tức kinh hãi, đang chuẩn bị tinh thần nghiêm túc ứng phó, đã thấy Dương Quan Quan bước lên một bước, nhảy tới trước ngực anh ta, thúc cùi chỏ vào người anh ta. Tên vệ sĩ này lập tức ôm ngực ngã xuống đất, đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy kịch liệt, đau đớn như chết đi sống lại. Long Phi Vũ thấy một màn như vậy, lập tức khiếp sợ. Anh ta thật sự không nghĩ tới, Dương Quan Quan thoạt nhìn thì yểu điệu, vậy mà lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy. Hai tên vệ sĩ của Long Phi Linh bị cô ta hạ gục chỉ bằng một cú nhẹ nhàng. Long Phi Linh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó tức giận nói, dám đánh người của tao, muốn chết đúng không? Cùng một cha sinh, lại sinh ra một tên não tàn, một người chính trực, đúng là hiếm lạ. Tề đẳng nhàn nhịn không được quay lại nói với Dương Quan Quan. Đúng là rất não tàn, Dương Quan Quan nhìn thoáng qua Long Phi Linh, sau đó nghiêm túc nói. Long Phi Linh suýt nữa bị Tề đẳng nhân và Dương Quan Quan kẻ sướng người họa chọc tức tới nổ tung, cái gì mà một tên não tàn, một người chính trực. Long Phi Vũ, là mày cố ý đúng không? Cố ý tìm hai người kia tới phá hư chuyện làm ăn, sau đó mượn miệng của bọn họ tới nhục nhã tao đúng không? Long Phi Linh chất vấn nói. Long Phi Vũ trực tiếp trầm mặc lắc đầu. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Long Phi Linh quay đầu chỉ vào mũi Tề đẳng nhân, nói, dám đấu với tao đúng không? Vậy hôm nay tao sẽ phế mày, sau đó đưa mày cho Choi Cheong Han, để xem ông ta tra tấn mày như thế nào. Long Phi Vũ nói với Tề đẳng nhân, không cần khiêu khích anh ấy, nếu thật sự chọc anh ấy tức giận, dù có tôi thay mặt nói chuyện cũng không được. Long Phi Linh cười dữ dằn nói, thật sự chọc tao tức giận. Nó đã chọc tức tao rồi, hôm nay, dù thiên vương lão tử có tới cũng không cứu được nó. Tề đẳng nhân cười nói, cậu nói như vậy, người cha Long Tông Toàn của anh khẳng định không muốn nghe. Long Phi Linh lạnh nhạt nói, đừng có ở chỗ đó lấy ra hổ làm biểu ngữ, nếu mày thật sự quen biết cha tao, thì ông ấy đã sớm nhắc trước cho tao rồi. Long Phi Vũ cũng cảm thấy có chút bực bội, nói, Tề tiên sinh, bớt tranh cãi đi. Anh hai tôi nếu thật sự quyết tâm muốn phế anh, tôi cũng không giúp được anh. Không sao, không cần cậu giúp tôi rất có cảm tình với anh, cho nên, hôm nay tôi giúp anh. Tề đẳng nhân nói. Long Phi Vũ dở khóc dở cười, cậu ta khuyên Tề đẳng nhân biết khó mà lui, như thế nào cái người này còn có mặt mũi để lên mặt. Giả bộ đến nghiện rồi sao? Giúp nó,
nếu mày thật sự muốn giúp nó, vậy tự mình phế chính mình đi, sau đó bỏ tới chỗ choi chê ông Han xin tội. Long Phi Linh cười lạnh lấy di động ra. Biết đánh nhau đúng không? Tao hôm nay muốn nhìn xem, mày có thể đánh được mấy người. Nói xong lời này, bên kia điện thoại đã được bắt máy, anh ta trầm giọng nói, alo dì Tống, cháu có gặp chút phiền toái, xin làm phiền dì phái chút người tới giúp đỡ ạ. Cuộc điện thoại này của anh ta là gọi cho mẹ của Lý Vân Uyển, đương kim phó đà chủ của Long Môn ở Thượng Hải, Tống Chí Mai. Tống Chí Mai vừa nghe là Long Phi Linh gặp phiền toái, lập tức ngồi dậy, Long Phi Linh hiện tại chính là người hợp tác mà bà ta coi trọng nhất trong đám con trai của Long Tông Toàn. Nếu như Long Phi Linh ở Thượng Hải xảy ra chuyện gì, vậy bà ta ăn nói kiểu gì với Long Tông Toàn đây? Lúc trước, Tống Chí Mai tìm Long Tông Toàn hợp tác, người ta còn không muốn, cuối cùng vẫn bị Tề đảng nhân ép bức, Long Tông Toàn lúc này mới đồng ý hợp tác. Đầm nước trong Long Môn ở Thượng Hải quá sâu, Long Tông Toàn trên thực tế không muốn bị dây vào, nhưng lá gan của ông ta bị Tề đảng nhân dọa cho còn chút xíu, còn không phải người ta nói cái gì là làm cái đó sao? Long Phi Vũ nói, các người đi nhanh đi, cuộc điện thoại này là gọi cho người của Long Môn ở Thượng Hải, chút nữa người tới, có muốn đi cũng không được. Tề đảng nhân nói, cậu không cần lo lắng, chút chuyện phiền toái này không làm khó được tôi, phiền toái của cậu, tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Anh lấy đầu để giải quyết hay gì? Anh thật là, Long Phi Vũ cũng nhìn không được mà tức giận, giả bộ thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Long Phi Linh nói, đi. Đi cũng không còn kịp rồi, chỉ cần mày không thể lập tức cất cánh rời khỏi Thượng Hải, vậy thì mặc kệ mày có chạy như thế nào, cũng sẽ bị người ta đánh chết. Tề đảng nhân cười nói, anh và cha anh đúng là cùng một loại người, chỉ có em trai anh là cá biệt. Long Phi Linh lập tức nổi trận lôi đình, cười dữ tợn nói, còn dám vũ nhục cha tao, hôm nay mày không thể không chết. Tống Chí Mai biết Long Phi Linh xảy ra chuyện, tức tốc chạy tới. Bà ta vừa lúc làm việc ở phụ cận, cuộc điện thoại vừa gọi xong được 10 phút, từng chiếc xe cũng đã có mặt. Động tác nhất trí dừng lại ở ven đường, cửa xe gần như cùng lúc được kéo ra, tràn đầy sự răn đe và áp lực. Tống Chí Mai là người đầu tiên xuống xe, một thân tây trang nữ cực kỳ tinh xảo, bước nhanh đi về phía trước, các thủ hạ cũng sôi nổi xuống xe, cùng mặc tây trang đen trắng, động tác nhất trí đi theo ở phía sau, khí thế bức người. Ây, tao đã nói mà mày không nghe, lần này thật sự dù là thiên vương lão tử có tới cũng khó cứu được mày. Long Phi Vũ bất đắc dĩ cười với Tề đảng nhân, có chút buồn bực. Lo lắng cái gì, đó là, Tề đảng nhân sáu chữ mẹ vợ tương lai của tôi suýt nữa buột miệng thốt ra, lời nói đến một nửa đã cảm thấy không thích hợp, lập tức nuốt xuống. Dương Quan Quan thình lình nói, đó là cái gì? Tề đảng nhân cười nói, là một người lớn trong nhà của anh. Long Phi Vũ nghe thấy lại có chút phiền não, lúc nãy thì nói quen biết cha cậu ta Long Tông Toàn, lúc thì nói lời nói của bản thân có trọng lượng với tập đoàn Goku, lúc này lại nói phó đà chủ của Long Môn ở Thượng Hải Tống Chí Mai là người lớn trong nhà của hắn, trên thế giới này, còn có người mà hắn không quen biết sao. Dì Tống, là hai người kia, dám đánh vệ sĩ của cháu, còn vũ nhục cháu và cha cháu, dì xem mà làm đi. Long Phi Linh đi tới, nói với Tống Chí Mai. Cái gì, thật to gan, Tống Chí Mai nhướng mày, bất mãn nói. Tề đảng nhân lại bước một bước tiến lên, cười tủm tỉm nói, gì Tống gì, đã lâu không gặp. Sau khi Tống Chí Mai nhìn thấy Tề đảng nhân thì trực tiếp khiếp sợ, bà ta đã chịu lỗ nặng trong tay Tề đảng nhân, hơn nữa, cũng biết sự lợi hại của tên này qua Lý Vân Uyển. Mày con mẹ nó đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Long Phi Linh tức giận nói. Nhưng Tống Chí Mai lại mỉm cười, nói, thì ra là cậu, sao lại tới Thượng Hải mà không nói với dì một tiếng, còn giận sao? Tề đảng nhân vội vàng nói, sao có thể chứ, cháu tới đây cũng có việc, dự định làm xong rồi mới đến chào hỏi với dì. Long Phi Linh ngây ngẩn cả người, chỉ vào Tề đảng nhân, nói, dì Tống, người này, dì quen biết sao? Đúng vậy, như thế nào, hai đứa có mâu thuẫn sao? Tống Chí Mai nhíu mày. Trong lòng kinh ngạc, ngay cả Long Tông Toàn còn bị Tề đảng nhân chơi cho chết đi sống lại, con của ông ta lại ở đây gây chuyện, đây không phải là tìm đường chết sao? Chính là nó đánh người của cháu, Long Phi Linh giận sôi máu nói.
Tề Đẳng Nhân trực tiếp tát vào đầu anh ta một cái, nói tôi ngay cả cha cậu còn dám đánh, đánh anh thì làm sao? Long Phi Linh trực tiếp bị một tát này tát đến ngu luôn. Khóe miệng Tống Chí Mai run run, nói, Long Thiếu, chuyện này tôi không nhúng tay, hai người tự mình giải quyết đi. Long Phi Linh bực bội nói, Tống Phó Đà Chủ, dì chắc chắn muốn làm như vậy sao? Không có sự hợp tác của tập đoàn Long thì chúng tôi, những chuyện làm ăn của dì, có thể sẽ không làm được đâu. Tống Chí Mai nói, chuyện làm ăn của tôi và tập đoàn Long thì không phải dựa vào cậu quyết định, là cha cậu quyết định, cậu có thể đi hỏi cha mình, xem ông ta có tình nguyện bênh vực cậu hay không. Long Phi Linh bực bội nói, Tống Chí Mai, bà con mẹ nó đúng là không biết tốt xấu. Sao anh lại nói chuyện với dì Tống của tôi như vậy? Tôn trọng chút đi, Tề Đẳng Nhân lại tát một cái lên đầu Long Phi Linh, làm anh ta lảo đảo, suýt nữa té ra giữa đường. Tống Chí Mai nói, nếu là chuyện của cậu, vậy đây tôi mặc kệ, có rảnh tới thì tìm dì uống trà, chúng ta tính đến chuyện tương lai một chút. Chuyện tương lai, ngoại trừ chuyện kết hôn ra thì còn chuyện gì? Tề Đẳng Nhân miệng thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ ông đây nhất định sẽ không đi. Tống Chí Mai nếu biết được Tề Đẳng Nhân giữ tâm tư cặn bã này trong đầu, nhất định sẽ không màng tất cả mà gọi các anh em băm hắn ra thành trăm mảnh. Hẹn gặp lại, dì Tống. Tề Đẳng Nhân cười tủm tỉm mà tiễn Tống Chí Mai. Tống Chí Mai nhìn thoáng qua Long Phi Linh, nói, Long Thiếu, nghe tôi nói một câu, dù có kéo cha cậu tới cũng vô dụng, không muốn chịu thiệt thòi, thì cứ bỏ qua chuyện này đi. Sau khi nghe lời nói của Tống Chí Mai, Long Phi Linh không đồng ý. Chỉ vào Tề Đẳng Nhàn, nói, còn hắn, cái tên khốn này, tôi phải chịu thiệt sao? Tống Chí Mai, bà nói sai chủ đề rồi đấy. Việc làm ăn giữa chúng ta cũng đừng làm nữa. Gọi cho bố tôi cũng không có tác dụng à. Bây giờ tôi sẽ gọi cho ông ấy, ngược lại muốn xem tên ngốc này có thể lợi hại đến mức nào. Tống Chí Mai bất lực cười cười, khó thuyết phục một người ngu xuẩn như anh ta trực tiếp vung tay lên, mang theo thủ hạ của mình rời đi. Hợp tác giữa bà ta và tập đoàn Long Thị, không phải do Long Phi Linh định đoạt, người quyết định phải là Long Tông Toàn, có Tề Đẳng Nhàn ở chỗ này, Long Tông Toàn dám sù lông. Tề Đẳng Nhàn nói như thế nào cũng là thân phận con rể tương lai, khẳng định không dám cố ý hủy việc kinh doanh của bà ta, nếu không, Lý Vân Uyển cũng sẽ không buông tha hắn. Anh hai, đừng làm loạn nữa. Long Phi Vũ đi tới, cau mày nói. Đừng làm loạn. Vừa rồi em không thấy hắn đối với anh như thế nào sao? Long Phi Linh vẻ mặt khó chịu nói, cầm di động bắt đầu bấm số. Long Phi Vũ cũng biết tính cách bá đạo của bố mình nếu Long Phi Linh ở đây thêm mắm dặm muối, vậy Tề Đẳng Nhàn còn không phải bị chỉnh chết sao? Trong lúc nhất thời cậu ta có chút nóng vội, nhưng lại không biết nên hóa giải như thế nào. Long Phi Linh rất nhanh liền bấm điện thoại, nói, bố, con ở Thượng Hải gặp phải chút phiền toái. Lão nhị não tàn lại che chở một người ngoài, nói gì cũng không muốn động đến hắn, để đổi lấy sự tha thứ của Thôi Chính Hành. Con ở bên này xử lý, lão nhị còn dung túng người này động thủ với con. Long Tông Toàn không khỏi khó chịu nói, lão nhị nó chính là như vậy, làm việc nhân từ nương tay, lề mề. Con trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Chí Mai, bà ta sẽ giúp con xử lý. Long Phi Linh căm tức nói, Tống Chí Mai vừa rồi tới. Sau đó nói chuyện này bà ta không quản được. Long Tông Toàn nghe xong, nhất thời nổi trận lôi đình, nói cái gì? Tống Chí Mai nói như vậy, lý nào lại có việc như vậy? Long Phi Linh nói, đúng vậy à, bà ta thậm chí một chút cũng không thèm để ý đến hợp tác của công ty chúng ta, con thấy bà ta chính là cánh cứng rồi. Long Tông Toàn lạnh lùng nói, con mở loa ngoài. Long Phi Linh trực tiếp ấn nút mở loa. Long Phi Vũ sắc mặt khó coi, vì Long Phi Linh đã tố cáo hắn với bố của cậu ta cũng không có cách phản bác, bởi vì, cậu ta là người có tính cách nhu hòa, cũng không phải kiểu người mà bố cậu ta thích. Lão nhị, nghe cho ta, con đã làm hỏng chuyện hợp tác giữa chúng ta và Tài Phiệt Thượng Tinh, chuyện này rất nghiêm trọng. Ta không quan tâm người đó là ai, con phải xử lý hắn cho ta, sau đó dẫn hắn đến chỗ Thôi Chính Hành xin lỗi, xin được tha thứ. Nếu không, con đừng trách ta không niệm tình cha con. Lời nói của Long Tông Toàn rất nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là cảnh cáo.
khóe miệng Long Phi Vũ giật giật, nói không ra lời. Tề Đẳng Nhàn tiến tới, nói thiêu, Long Tổng thật lợi hại a, à, lúc trước ở Trung Hải thì rất ngỗ ngược, như thế nào vừa gặp phải một tên người nước ngoài như thế, đã liền giống như rùa rụt cổ ấy. Long Phi Linh không khỏi giận dữ nói, ngu ngốc, nơi này đến lượt anh nói chuyện sao? Hô hấp của Long Tông Toàn bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi là? Hay là nói, ông cảm thấy bản thân ở đế đô, tôi không có cách đối phó với ông? Xịt! Long Tông Toàn trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh, thanh âm của Tề Đẳng Nhàn, ông ta là đến nằm mơ cũng không quên được, bởi vì, ông ta thường xuyên gặp ác mộng. Nhân vật chính trong ác mộng, đương nhiên chính là người đã đánh đập ông ta Tề Đẳng Nhàn. Long Phi Linh liên tục cười lạnh, tên ngốc này, lại dám nói chuyện với bố anh ta như vậy, là sợ sau này bản thân chết không đủ khó coi sao. Thế nhưng, ngay sau đó, Long Tông Toàn lại ngượng ngùng cười nói, a, à, Tề Tổng, là cậu à, lần trước rời khỏi thành phố Trung Hải đã lâu lắm rồi a. À. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói, là tôi a, à, sao vậy? Có muốn tôi đi theo con trai của ông đến chỗ thôi chính hành quỳ xuống xin lỗi, cầu xin tha thứ không? Hai, tên thôi chính hành chó chết này, như thế nào lại đắc tội Tề Tổng ngài a? Mẹ nó, ông ta thật sự là ngu xuẩn, lần hợp tác này không cần cũng được. Long Tông Toàn nói một cách quyết đoán. Long Phi Linh ở một bên trực tiếp nghe đến choáng váng, ngay cả Long Phi Vũ cũng trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải Kim Thần mang theo Dương Quan Quan tới nhờ cậu ta giúp đỡ sao? Như thế nào bạn trai Dương Quan Quan lại quyền lực như vậy, so với cậu ta còn lớn hơn, nghe ra, bố cậu ta có vẻ như rất sợ hắn a. Trong lúc nhất thời cậu ta không khỏi có chút căm tức, có người giả heo ăn thịt hổ như vậy sao? Khiến cho cậu ta rất xấu hổ a. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, Long Tổng, con trai lớn của ông nói muốn giết tôi, con trai ruột của ông không ủng hộ nó sao? Long Tông Toàn nuốt nước miếng, ở đầu dây bên kia bị làm Tề Đẳng Nhàn làm cho sợ tới mức run lẩy bẩy, vội vàng nói, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, Tề Tổng cậu đừng chấp nhặt với nó, tha cho nó một mạng đi. Tôi chuyển cho cậu 400 triệu có được không? Tề Đẳng Nhàn nói, ông nói giống như kiểu tôi là ăn cướp vậy. Long Tông Toàn vội nói, vâng vâng, đều là tôi nói sai, Tề Tổng cậu vừa nhìn đã biết không phải loại người này. A hát. Lát nữa tôi sẽ gửi số tài khoản ngân hàng cho ông. Tề Đẳng Nhàn nói. Long Tông Toàn không nói gì. Dương Quan Quan khóe miệng giật giật, người này luôn có thể tạo ra những bất ngờ thần kỳ. Long Phi Linh ở một bên đã bị dọa choáng váng, bố của anh ta, Long Tông Toàn quyền thế như vậy, ở trước mặt người trẻ tuổi này, lại dùng phương thức nịnh nọt như vậy nói chuyện. Con trai lớn của ông là một tên não tàn, con trai thứ hai cũng không tệ, rất chính trực. Tôi rất tán thưởng cậu ta. Tề Đẳng Nhàn nói. A hát ha ha, Long Tông Toàn chỉ có thể cười gượng. Nhớ để lão nhị nhà ông nắm quyền nhiều một chút, tôi phá hỏng việc làm ăn của các người, mối làm ăn này là của tôi, sau này tôi sẽ giới thiệu cho các người đối tác hợp tác tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Lúc này Long Phi Vũ nghe tới lời này, lại là tuyệt không cảm thấy hắn đang giả vờ, mà là thật sự lợi hại. Thuận tiện còn giúp cậu ta một tay. Long Tông Toàn lập tức nói, Tề Tổng yên tâm, tôi đây liền triệu tập hội nghị, trực tiếp bổ nhiệm lão nhị làm tổng giám đốc của tập đoàn Long Thị. Long Phi Linh sau khi nghe nói như thế, như bị sét đánh. Trận chiến đoạt quyền này, anh ta cứ như vậy bị loại. Ban đầu anh ta còn tưởng rằng, đây là cơ hội tốt để anh ta có thể hoàn toàn đạp lên vị trí của Long Phi Vũ, làm sao có thể nghĩ đến, ngược lại thành thất bại. Người này rõ ràng là đắc tội Thôi Chính Hành, phá hoại việc kinh doanh của hai gia đình, lại có quyền lực lớn như vậy, lớn đến mức bố của anh ta phải sợ hắn. Trong lúc nhất thời, Long Phi Linh cảm thấy bản thân rất thảm hại, sớm biết như thế, có nói như thế nào anh ta cũng không xuất đầu lộ diện nhúng tay vào chuyện này. Không có chuyện gì thì cúp máy đi, mau bảo con trai lớn nhà ông cút về bên cạnh ông đi, tránh cho ở bên ngoài gây chuyện. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Vâng, được được được, Long Tông Toàn vội vàng luôn miệng đồng ý. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn Long Phi Vũ cười ha ha nói, cậu xem đi, tôi nói sẽ giúp cậu, là nhất định có thể giúp được cậu, đúng không? Long Phi Vũ nhất thời ngơ ngác, chỉ có thể ngu ngơ gật đầu.
Vừa mới ở trong bữa tiệc, anh ta vẫn là một đại nhân vật có quyền uy được mọi người tôn trọng, nhưng cái gọi là đại nhân vật này, ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn, ngay cả một con châu chấu nhỏ cũng không bằng a. Trong lòng anh ta không khỏi mắng Kim Thần Hy hai câu, tiểu tử này, cố ý mang theo người lợi hại như vậy đến là để làm nhục anh ta sao? Dương Quan Quan có một người bạn trai như vậy, còn cần phải tự mình lên tiếng a. Còn không đi sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Long Phi Linh, rất lễ phép nói. Long Phi Linh sợ tới mức run rẩy, không nói hai lời, quay đầu rời đi. Long Phi Vũ thấy Long Phi Linh kinh ngạc, trong lòng không khỏi an ủi, nói cảm ơn Tề tiên sinh đã giúp tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, cậu rất tốt, nếu không phải nhìn điểm này, hơn nữa, nếu không phải là bởi vì Dương Quan Quan, tôi sẽ không giúp cậu. Long Phi Vũ cười cười. Tề Đẳng Nhàn trên thực tế từ trên người Long Phi Vũ nhìn thấy chút tính chất đặc biệt của mẹ mình, bằng không, hắn cũng sẽ không quản chuyện bao đồng này. Cuộc trao đổi giữa Tề Đẳng Nhàn và Long Tông Toàn, xem như để cho Long Phi Vũ an tâm, dù sao thì ngay cả Long Tông Toàn đều sợ Tề Đẳng Nhàn, lời hắn nói, khẳng định là hữu dụng nhất. Long Phi Vũ trao đổi phương thức liên lạc với Tề Đẳng Nhàn, sau đó mới rời đi. Tôi thật sự không chịu nổi những người ngoại quốc kiêu ngạo này. Dương Quan Quan không nhịn được than thở một câu, có chút phẫn uất. Không còn cách nào khác, sức cạnh tranh cốt lõi của chúng ta không theo kịp, sức mạnh khoa học kỹ thuật lạc hậu, nên phải dùng của nước ngoài. Người ta có tiền có công nghệ có khoa học kỹ thuật, đương nhiên có thể kiêu ngạo được. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nhún vai. Người của tài phiệt thượng tinh được hoan nghênh ở Hoa Quốc như vậy, hơn nữa rất nhiều công ty lớn săn đón. Còn không phải bởi vì ngành khoa học kỹ thuật của người ta phát triển tốt, đứng đầu thế giới sao? Nếu như không phải những nguyên nhân này, ai lại muốn bị những tên kiêu ngạo tự cao tự đại như thế áp đảo chứ? Dương Quan Quan nói, hy vọng quốc gia chúng ta khoa học công nghệ kỹ thuật có thể được cải thiện càng sớm càng tốt, đến lúc đó, những tên ngu ngốc này sẽ cong lưng van xin các doanh nghiệp của chúng ta. Tề Đẳng Nhàn lại nói, còn cả một chặng đường dài phía trước a. Tôi cũng hy vọng có một ngày như vậy, đến lúc đó, lão tử sẽ đến đất nước của bọn họ để khoe khoang. Dương Quan Quan nghe được không khỏi có chút buồn cười, lời nói hoa mỹ này, từ trong miệng hắn thốt ra, luôn có thể làm người khác không nhịn được mà cười. Kim Thần Hy cũng bởi vì chuyện này mà bị liên lụy, ngay lập tức các cấp quản lý của tập đoàn Goku lập tức tổ chức một cuộc họp trực tuyến. Nội dung hội nghị, đương nhiên là về việc tài phiệt thượng tinh hủy bỏ hợp tác. Tập đoàn Goku chuẩn bị tiến quân vào ngành máy tính, là cần dựa vào kỹ thuật tài phiệt thượng tinh cung cấp, nếu như không có tài phiệt thượng tinh ủng hộ, vậy cũng chỉ có thể lùi, chủ động rời khỏi thị trường cao cấp. Điều này đối với bọn họ mà nói, không khác gì một đòn cảnh tỉnh, khiến họ đau đầu. Vị chủ mưu Kim Thần Hy này đương nhiên là khó chối tội, trực tiếp bị các quản lý cấp cao quy trách nhiệm, quyết định bãi miễn chức vụ phó chủ tịch của cô ta. Hơn nữa, công ty còn bảo lưu quyền khởi tố, điều này khiến cho Kim Thần Hy chìm trong tuyệt vọng. Ý định ban đầu là tốt, dẫn theo Dương Quan Quan đi làm quen với Long Phi Vũ vị đại nhân này một chút, để Long Phi Vũ giúp cô ấy nói vài câu, để cho cô ấy có được chỗ đứng vững chắc ở Thượng Hải. Nào có thể nghĩ đến, nửa đường Thôi Chính Hành xuất hiện, chủ động khiêu khích Dương Quan Quan, mà Dương Quan Quan cũng là một người không cam lòng chịu thiệt, hai người cứ như vậy xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Càng làm cho cô ấy tức giận chính là, Tề Đẳng Nhàn cư nhiên không đến làm người hòa giải, ngược lại còn hùa theo cô ấy. Sau khi Dương Quan Quan về đến nhà liền gọi điện thoại cho Kim Thần Hy, kết quả lại không cảm thấy được an ủi, dù sao, em họ chỉ là có chút buồn bã, thậm chí còn có chút oán hận. Anh quay về tập đoàn Goku phải giải quyết chuyện này, đem chuyện này cho giải quyết triệt để, còn có cái tên tiểu tử thối kia, không thể buông tha cho ông ta. Dương Quan Quan nói một cách tức giận, cô ấy cùng Kim Thần Hy quan hệ rất tốt, nếu bởi vì chuyện này mà xuất hiện vết nứt gì, vậy mới là mất nhiều hơn được. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói yên tâm, đây chỉ là vấn đề một câu nói mà thôi. Dương Quan Quan cũng cảm thấy chuyện này không phải vấn đề lớn, nhưng mà, điều cô ấy lo lắng chính là nếu như không có cách nào tiếp tục hợp tác với tài phiệt thượng tinh, thì dự án mới của tập đoàn Goku đoàn sẽ dậm chân tại chỗ. Vậy thì làm sao có thể thay đổi tình thế? Tề Đẳng Nhàn bảo cô ấy không cần quản nhiều như vậy, đối với Thôi Chính Hành cái tên đáng ghét này,
trước tiên cứ giải quyết trước đã rồi nói sau. Dù sao Thôi Chính Hành là người Thôi gia, là người một nhà với Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cho dù bản thân có giết chết ông ta cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý gì. Khụ khụ khụ, chúng ta nói chuyện chính sự đi, Tề Đẳng Nhàn nói. Cái gì? Dương Quan Quan vừa nhìn thần sắc của hắn, liền cảm thấy ngạt thở, lập tức cảnh giác. Tề Đẳng Nhàn nói, cái kia, cô đã đồng ý, sau khi đến Thượng Hải. Dương Quan Quan lập tức ngắt lời hắn, vẻ mặt kinh ngạc nói, tôi đã nói cái gì? Tôi đồng ý cái gì? Là bản thân anh nhớ lầm đó. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, cô đây đúng là không giữ chữ tín A, quá đê tiện. Dương Quan Quan lại làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy, dù sao chính là dở trò, chơi xấu, mặc hắn nói như thế nào cũng vô dụng. IQ thấp, cũng không biết cách tạo bầu không khí, lại còn trực tiếp hỏi như vậy, thật sự là hết chỗ nói rồi. Dương Quan Quan hận không thể đạp Tề Đẳng Nhàn hai cước, cảm thấy tên này IQ đáng lo ngại. Tề Đẳng Nhàn tự cảm thấy bản thân đã vứt bỏ cái danh hiệu IQ thấp rồi, nhưng nào biết rằng, ở trong mắt người khác, hắn cuối cùng vẫn là một người không IQ. Hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, còn thiếu một bước cuối cùng. Bản thân không biết chủ động một chút, không biết tạo ra bầu không khí lãng mạn. Tìm thời cơ thích hợp, uống hai ly rượu vang đỏ, nói vài câu tán tỉnh, không phải là thành công ngay sao? Thế nào lại phải đem loại chuyện này trực tiếp nói thẳng ra? Có ngốc hay không a? Dương Quan Quan càng nghĩ lại càng tức giận, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở về phòng. Điều này khiến Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẫn ra, sau đó ôm một bụng tức giận, phàn nàn nói, rõ ràng là cô lừa tôi, bây giờ làm giống như tôi lừa cô vậy, nữ nhân này, thật là, IQ thấp. Sau khi nói xong lời này, hắn lại không khỏi dương dương đắc ý. Cảm thấy bản thân có thể mắng Dương Quan Quan IQ thấp là chuyện đáng đắc ý. Bởi vì, lâu như vậy, Dương Quan Quan ở chỗ hắn vẫn luôn trong trạng thái bị động, thường xuyên bị hắn khi dễ. Đợi đến hơn nửa đêm, Tề Đẳng Nhàn nhận được tin tức từ Trần Ngư gửi tới, nói là Từ Ngạo Tuyết đã đến Nam Dương, rất nhanh sẽ tiếp quản công việc của Triệu gia. Nhanh như vậy, xem ra, cô ta thật đúng là không thể chờ đợi được, khi đó... Đáng lẽ tôi nên thảo luận thêm về các điều kiện với cô ta. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân qua loa, cứ như vậy thả Từ Ngạo Tuyết đến Nam Dương, đối với bản thân mà nói, có chút chịu thiệt. Cho tôi hỏi một chuyện, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hả? Vì thế, hắn đem chuyện Dương Quan chơi xấu khéo léo nói một chút, nói tôi có một người bạn trung học ngây thơ điển hình. Trần Ngư trực tiếp trả lời nói, bởi vì anh là một tên ngốc. Tề Đẳng Nhàn nổi trận lôi đình, hỏi tại sao cô lại chửi tôi đã nói rồi đó là bạn tôi. Lần trước cô lừa tôi không thèm để ý cô. Trần Ngư châm chọc nói, IQ thấp, cút đi, cái này còn muốn làm Hải Vương. Thói quen kết bạn của anh, tôi thấy nhiều rồi. Tề Đẳng Nhàn lại trả lời, nhưng cô ta không phản ứng gì. Những nữ nhân này đều có bệnh, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tề Đẳng Nhàn căn bản không có nghĩ lại bản thân, chỉ ở trong lòng thầm nguyền rủa. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Quan Quan đã trở lại trạng thái ban đầu, không còn ủ rũ như hôm qua nữa, lúc luyện võ, trạng thái rất tốt, vừa nói vừa cười. Điểm phát lực quan trọng nhất của Roi ra không phải là cánh tay, mà là cơ vai của cô, phải vận dụng tính đàn hồi ở đây. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy xương bả vai Dương Quan Quan, nghiêm túc chỉ dẫn. Muốn khống chế chuyển động của từng khối cơ bắp là chuyện rất khó khăn, cho nên, lúc luyện tập mới phải cảm thụ nhiều một chút. Mới vừa dạy xong một bộ kỹ năng sử dụng roi, trong viện đã có người tới, là Dương Tú mẹ của Kim Thần Hy. Dương Tú là mang theo cơn thịnh nộ mà tới, bà ta đã sớm cảnh cáo Kim Thần Hy, không nên tiếp xúc quá nhiều với Dương Quan Quan. Bây giờ, bởi vì Dương Quan Quan, Kim Thần Hy bị tập đoàn Goku trực tiếp bãi chức. Hơn nữa còn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp luật, đến lúc đó, nhiều tiền như vậy, bồi thường nổi sao? Cô, Dương Quan Quan sau khi nhìn thấy Dương Tú, không khỏi nhíu mày, sau đó chào hỏi một tiếng. Dương Tú tuy rằng cũng họ Dương, nhưng quan hệ huyết mạch với Dương gia kỳ thật đã không thân thiết, là chi nhánh của tổ tiên hai đời. Dương Tú lập tức châm chọc nói, đừng gọi tôi là cô. Cái loại hại chết bố ruột của mình.
lại bỏ rơi cả mẹ của mình, tôi cũng không dám làm cô của các người. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy người phụ nữ này nói chuyện rất chói tai a, khiến cho hắn thật sự muốn tát cho bà ta một bạt tai. Dương Quan Quan có lẽ đã nghe quá nhiều những loại đàm tiếu như vậy, cho nên không coi trọng, hơn nữa gần đây tâm tính quả thật đã thay đổi, cũng chỉ là đơn thuần nhún nhường. Thứ sao chổi nhà cô, đã rời khỏi Thanh Hải thì đi luôn đi, còn trở về làm gì a? Vừa trở về thì hay rồi, liền liên lụy Thần Hy nhà tôi. Dương Tú chỉ thẳng mặt Dương Quan Quan mà chửi rủa. Tôi muốn đi cũng không được sao? Ha ha, Dương Quan Quan chỉ lơ đễnh cười, thản nhiên nói. Dương Tú mặt lập tức xa sầm, căm tức nói, bởi vì cô, Thần Hy nhà chúng tôi tương lai sáng lạn, bây giờ lại tiền đồ không còn, ngày hôm qua bị bãi chức, sau đó còn có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cô biết bởi vì cô mà dẫn đến chấm dứt hợp tác, sẽ làm tập đoàn Goku tổn thất bao nhiêu tỷ không? Tất cả đều bị tính lên đầu của Thần Hy. Cô ngược lại có thể phủi mông tùy tiện rời đi, nhưng Thần Hy nhà chúng tôi bây giờ phải làm sao? Dương Quan Quan bình tĩnh nói, chuyện của Thần Hy là do con mà ra, con sẽ giải quyết. Dương Tú không khỏi giễu cợt nói, cô sẽ giải quyết. Mẹ nó cô lấy cái gì giải quyết? Bản thân tự mở điện thoại ra xem tin tức xem, thanh danh của cô đã thối nát thành cái dạng gì rồi. Còn chuyện của Thần Hy, cô định giải quyết như thế nào a? Cô lấy tiền ra bồi thường sao? Mấy trăm triệu a, cô bán thân cả đời cũng không bồi thường nổi. Cái thứ xui xẻo nhà cô, tại sao không chết sớm đi chứ? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, bà cảm thấy cô ấy giải quyết không được, cũng bồi thường không nổi, còn tới nơi này làm gì? Dương Tú liền nói, tôi chính là tới mắng cái thứ sao chổi xui xẻo này, không được sao? Dương Quan Quan cái loại tiện nhân như cô, về sau tránh xa con gái tôi ra một chút. Lúc Dương Tú đang mắng rất sảng khoái, Kim Thần Hy chạy vào. Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Con không phải đã nói rồi sao? Chuyện không liên quan đến chị họ, đều là tên người ngoại quốc kia khinh người quá đáng. Sao mẹ còn chạy đến đây mắng chửi người? Thần Hy kéo tay mẹ mình, cô ta muốn dẫn mẹ mình đi, cảm thấy rất mất mặt. Mẹ làm cái gì? Không phải mẹ đã cảnh cáo con tránh xa Dương Quan Quan rồi sao? Tránh xa Dương Quan Quan cái thứ sao chổi này, con xem, bất cứ ai dính dáng đến cô ta, đều không có kết cục tốt đẹp. Kim Thần Hy sắc mặt khó coi, nói với Dương Quan Quan, chị họ, lời mẹ ta nói đừng để trong lòng. Dương Tú tức giận nói, Kim Thần Hy, mẹ cảnh cáo con hoặc là đừng coi ta làm mẹ nữa, hoặc là không giao du với cái thứ sao chổi xui xẻo Dương Quan Quan này. Bằng không đừng trách mẹ đuổi con ra ngoài. Kim Thần Hy thật không ngờ Dương Tú lại nói tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm như vậy, làm cho cô ta nhất thời luống cuống không biết nên làm gì. Em họ. Em yên tâm đi, chuyện này anh sẽ giúp em giải quyết, chuyện hôm qua anh nói, là nghiêm túc. Tề Đẳng Nhàn nói. Cậu đi theo sao chổi Dương Quan Quan này, có thể thấy được cũng không phải là thứ tốt lành gì. Cho dù cậu có may mắn đến mấy, sớm muộn gì cô ta cũng khắc chết cậu. Dương Tú tức giận mắng mỏ. Ánh mắt Dương Quan Quan trở nên lạnh lùng, nói cô mắng con thế nào cũng được, nhưng đừng nói xấu những người bên cạnh con. Dương Tú đã trong trạng thái tức tối chửi đồng, nói, với chút năng lực này của cô, sớm muộn gì cũng bị Dương gia giết chết, còn muốn trở về tranh gia sản, cũng không biết nhìn lại bản thân. Nếu cô có thể lấy được 1/3 gia sản, tôi sẽ quỳ xuống rửa chân cho cô. Kim Thần Hy dùng vũ lực kéo Dương Tú ra ngoài, ngoài cửa còn truyền đến tiếng mắng đứt đoạn của Dương Tú. Kim Thần Hy cãi nhau với bà ta ầm ĩ chừng 10 phút. Lúc này mới triệt để đem Dương Tú đưa lên xe đưa đi. Trở lại trong sân, Kim Thần Hy ủ rũ, nước mắt đều đọng ở khóe mắt, nói chị họ, chị đừng tức giận, mẹ em chính là người như vậy, nói chuyện rất khó nghe. Em thay mặt bà ấy xin lỗi chị. Đừng như vậy, kỳ thật, cũng là lỗi của chị là chị không tốt, đã khiến em chịu nhiều phiền toái. Nhưng mà em yên tâm, bọn chị nói giúp em giải quyết, nhất định sẽ giúp em giải quyết. Hai. Đâu có dễ dàng như vậy, Kim Thần Hy cười khổ. Thôi chính hành đưa ra điều kiện với tập đoàn Goku, chính là để cô ta và Dương Quan Quan đến xin lỗi, chơi trò tình chị em. Loại chuyện này, cô ta làm sao có thể đồng ý? Tuy nhiên, nếu Thôi chính hành không chịu buông tay, như vậy, hạng mục trước mắt của tập đoàn Goku phải bỏ trống,
Hơn nữa, ở giai đoạn đầu đầu tư tài lực lớn như vậy, công cuộc quảng cáo cũng đã tuyên truyền khắp mọi nơi. Chưa nói đến việc tổn thất mấy trăm triệu, nếu bởi vì không thể hoàn thành kết quả tuyên truyền mà danh tiếng công ty giảm sút, đó mới là tính hủy diệt. Một công ty quan trọng nhất là cái gì, không cần nghĩ cũng biết, chính là danh tiếng. Đặc biệt là đối với những công ty công nghệ như tập đoàn Google, danh tiếng nếu như sụp đổ, vậy ai còn tới mua sản phẩm? Sớm muộn gì cũng đóng cửa đóng cửa. Cho nên, cảm thấy được tính nghiêm trọng nên tập đoàn Google đã tổ chức một cuộc họp cấp cao ngay trong đêm. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, em họ, không phải chỉ là một chút rắc rối nhỏ do một thằng nhóc gây ra thôi sao? Cũng không phải trời sập xuống. Em yên tâm, chúng ta cùng em đến công ty, giải quyết chuyện này. Kim Thần Hy há miệng, muốn từ chối, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng, Tề Đẳng Nhàn ở trong mắt cô ta, đã trở thành một người đàn ông chỉ biết nói miệng. Nhưng nhị đương gia chưa bao giờ chỉ nói miệng, cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, lời nói rất có trọng lượng a. Dương Quan Quan cũng không thể tiếp tục luyện võ, trở lại trong phòng vội vàng tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo đi ra, liền chuẩn bị cùng Kim Thần Hy đến công ty đi. Không thể không nói, trang phục công sở với tất đen và giày cao gót vẫn là rất thích hợp với Dương Quan Quan, dù sao, cô ấy cũng là người nắm giữ chức vụ thư ký của tập đoàn Tiên Lai, thư ký, không phải nên mặc như vậy sao? Chị họ, chị thực sự muốn đi à? Em nghĩ chúng ta nên từ bỏ thôi. Đám nhà tư bản kia không có lương tâm như vậy, nói không chừng cưỡng bức chúng ta đến chỗ thôi. Chính hành xin lỗi. Không sao đâu, Dương Quan Quan sờ sờ đầu cô ta, trấn an cảm xúc của cô ta. Nếu không phải là tôi thèm thân thể cô, đã sớm đánh sạch cô rồi. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được tức giận bất bình nghĩ. Kim Thần Hy vừa mới tới công ty, liền trực tiếp bị phó chủ tịch đương nhiệm Vương Khai Vũ cho gọi bảo vệ ngăn lại. Ngày hôm qua họp không phải đã nói là cô đã bị bãi bỏ chức vụ rồi sao, yêu cầu tạm thời bây giờ không được phép đến công ty, cô còn tới làm gì? Tôi, Vương Tổng, tôi là tới giải quyết việc này. Kim Thần Hy nhỏ giọng nói, lo lắng thập phần thiếu tự tin. Vương Khai Vũ nghe nói như thế, liền trực tiếp nở nụ cười, nói cô tới giải quyết. Rất tốt, cô giải quyết cho tôi xem. Trong lúc nói chuyện, ông ta nhìn thấy Dương Quan Quan, không khỏi giật mình. Đây là chị họ của cô phải không? Tôi đã thấy cô ấy trên tin tức, Vương Khai Vũ lạnh lùng nói. Kim Thần Hy gật gật đầu, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Kim Thần Hy tự mình nói, Long Tổng đã đồng ý giúp em nói tốt với cấp cao, chỉ hy vọng lời của ông ta có thể giúp được. Nhưng mà, cho dù có giúp được, đoán chừng tác dụng cũng không lớn lắm. Dương Quan Quan cũng không muốn cùng cô ta nói thêm, đẩy cô ta lên xe đậu ở cửa, sau đó kêu Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng lại đây lái xe. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó tức giận không chỗ phát tiết, đây là tạo phản đúng không? Bảo ông chủ lái xe cho thư ký. Vương Khai Vũ liền nói, xem ra cô đã nghĩ thông suốt, vậy cô cùng người chị họ này nhanh trực tiếp đi tìm thôi. Chính hành xin lỗi đi, không nhận được sự tha thứ của ông ta, cô cũng đừng trở về công ty nữa. Mặt Kim Thần Hy thoáng cái liền đỏ lên, ngày hôm qua Thôi Chính Hành đưa ra điều kiện kia thật sự quá mức vô lễ, bất cứ ai cũng không thể đồng ý được. Chúng tôi tới công ty, là muốn giải quyết chuyện này, chứ không phải đồng ý điều kiện vô lễ mà tên tiểu tử ngoại quốc kia đưa ra. Dương Quan Quan lúc này lạnh lùng mở miệng nói chuyện. Vương Khai Vũ vừa nghe, sắc mặt lúc này liền tối sầm, lạnh lùng nói, ngày hôm qua Thôi Chính Hành không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Là các ngươi não tàn nghe không hiểu tiếng người, hay là lỗ tai điếc nghe không rõ ràng hả? Các ngươi tới giải quyết chuyện này, giải quyết như thế nào? Các ngươi có thể trong không trung đem công nghệ cùng vật liệu đều biến ra phải không? Tôi không muốn ở chỗ này nghe các ngươi nói nhảm, nhanh chóng đến chỗ Thôi Chính Hành xin lỗi cho tôi, để hợp tác được tiếp tục. Tề Đẳng Nhàn vào lúc này chậm rãi đi lên, nói, một công ty, có giám đốc điều hành cấp cao như thế nào? Sẽ quyết định công ty này có thể đi bao xa. Ông thân là phó chủ tịch, lại cúi mình trước một người nước ngoài, muốn cấp dưới đáp ứng điều kiện vô lễ của ông ta, trong mắt tôi, ông đương nhiên không đủ tư cách đảm nhiệm chức chủ tịch. Vương Khai Vũ ngẩn người, kinh ngạc nói, cậu nói cái gì? Kim Thần Hy không khỏi nóng nảy, vỗ
vội vàng ngăn cản Tề Đẳng Nhàn, nói, tôi xin anh đó, anh có thể đừng gây thêm phiền phức nữa được không, ít nói vài câu đi. Anh đến đây là muốn giúp tôi, hay là hại chết tôi đây hả? Người của tập đoàn Goku thấy phó chủ tịch cùng người khác xảy ra xích mích, cũng không thể không đến xem náo nhiệt, sau khi thấy là Kim Thần Hy, tất cả liền lập tức thay đổi sắc mặt, giống như thấy được một đống phân chó thối. Trong mắt bọn họ, Kim Thần Hy chính là đầu sỏ gây trở ngại cho sự phát triển của công ty. Ông là não tàn nghe không hiểu tiếng người, hay là lỗ tai điếc nghe không rõ ràng? Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đem nguyên văn của hắn đáp lễ cho ông ta. Kim Thần Hy sợ tới mức gần như chết đứng ngay tại chỗ, trong lòng không khỏi hối hận, tại sao phải đồng ý để cho hắn cùng đi. Dương Quan Quan cũng là vẻ mặt bình tĩnh, cái này là sếp lớn mắng phó chủ tịch dưới quyền, không phải là chuyện rất bình thường sao. Vương Khai Vũ giận dữ nở nụ cười, nói tôi nên làm quản lý cấp cao như thế nào, quản lý công ty ra sao, liên quan cái rắm gì đến người ngoài như cậu. Ông ta quay đầu liền đem lửa giận lên người Kim Thần Hy. Lạnh lùng nói, Kim Thần Hy, đây là cách giải quyết mà cô nói. Đem người đến công ty quậy phá, cô cho rằng làm như vậy sẽ tốt cho cô sao? Kim Thần Hy vội vàng nói, Vương Tổng, không không, không phải như vậy, tôi. Vương Khai Vũ tức giận nói, lập tức đi đến chỗ Thôi Chính Hành xin lỗi, mang theo cả chị họ ngực to không có não kia của cô đi cùng, hôm nay nếu không giải quyết chuyện này cho tôi không để cô sống đến ngày mai. Mọi người nghe nói như thế, đều là vui sướng hả hê. Vương Khai Vũ từ lâu đã chính là người tàn nhẫn, Kim Thần Hy chọc giận ông, nhất định không có kết quả tốt. Chẳng lẽ, cô cho rằng, mang hai người đến công ty làm loạn, là có thể khiến công ty tha cho cô? Nào có chuyện tốt như vậy? Vương Tổng, tôi sẽ không làm như vậy. Chị họ tôi nói, có cách khác có thể giải quyết. Kim Thần Hy vội vàng nói. Cô ta thì có cách tốt gì? Một người phụ nữ ngực to không có đầu óc, cô có biết công nghệ của tài phiệt thượng tinh, đối với tập đoàn Goku chúng ta quan trọng như thế nào không? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nói, được rồi, nghe nửa ngày, ông cũng chỉ ở chỗ này than trời trách đất, lòng tràn đầy oán hận, bản thân cũng không suy xem sách lược ứng phó. Chức chủ tịch này của ông, từ hôm nay trở đi, cũng không cần làm nữa. Những lời này của Tề Đẳng Nhàn vừa nói ra, trực tiếp làm rộ lên tiếng cười vang. Kim Thần Hy rụt cổ lại, hận không có cái lỗ để chui xuống. Hắn cũng thật biết giả vờ quá đi, thản nhiên như vậy nói Vương Khai Vũ đừng làm phó chủ tịch nữa, hắn nghĩ mình là ai chứ? Vương Khai Vũ sau khi nghe lời này của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái, hờ hững nói, ngu xuẩn. Tất cả mọi người cảm thấy hai chữ này mắng rất hay. Tên này cũng không biết bối cảnh ra sao, châu chấu nhỏ từ đâu tới, thản nhiên chạy đến trước cửa tập đoàn Goku làm loạn, còn một mực muốn sa thải phó chủ tịch. Cô không muốn đi xin lỗi đúng không? Được, vậy tôi liền tự mình sai người đưa cô đi. Vương Khai Vũ quay đầu, lạnh lùng nói với Kim Thần Hy. Kim Thần Hy không khỏi bị dọa, nếu thật sự bị Vương Khai Vũ đưa đến chỗ Thôi Chính Hành, cô chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Còn có chị họ của cô, cũng phải cùng đi với cô. Một người cũng chạy không thoát, Vương Khai Vũ cười lạnh nói. Vừa nói, ông ta vừa vung tay lên, gọi tới một nhóm bảo an, chỉ vào Kim Thần Hy và Dương Quan Quan nói, đem hai nữ nhân này bắt lại cho tôi, trực tiếp đưa đến chỗ của Thôi Tổng, đợi Thôi Tổng xử lý. Ông ta biết Dương Quan Quan cùng Dương gia ở Thượng Hải có quan hệ huyết thống, nhưng ông ta tuyệt không sợ. Quan hệ giữa Dương Quan Quan và Dương gia ở Thượng Hải căng thẳng như vậy, ông ta hiện tại dùng thủ đoạn cứng rắn như này, Dương gia biết được, chỉ sợ còn phải cảm tạ ông ta. Lập tức tổ chức cuộc họp cấp cao của tập đoàn Goku, tôi muốn tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tề Đẳng Nhàn cũng lười nói nhảm với Vương Khai Vũ, lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại cho Irena Zinva, trực tiếp nói. Irena Zinva hiện tại đảm nhiệm chức vụ thư ký của Hướng Đông Tình. Quyền lực rất lớn, tập đoàn Goku đã sớm bị tập đoàn Hướng Thị thu mua, lời của nàng, giống như thánh chỉ. Ha ha ha, nghe lời nói của Tề Đẳng Nhàn nói, tiếng cười vang lên. Thật sự là có tố chất làm diễn viên, thật sự coi bản thân là đại nhân vật, còn muốn triệu tập cuộc họp cấp cao của tập đoàn Goku. Vương Khai Vũ quay đầu lại,
đột nhiên nói, diễn trò cười diễn một hai lần thì không sao, nhưng cứ làm trò hề liên tục, sẽ khiến người khác rất khó chịu, cẩn thận bị đánh chết. Ông ta nói với đám bảo vệ, đứng ngây ra đó làm gì, còn không ra tay. Kim Thần Hy trực tiếp đã bị dọa khóc, nức nở nói, chị họ, em không nên nghe lời của chị. Hu, em có lòng tốt muốn giúp chị, kết quả lại thành ra thế này. Ring ring ring. Ngay tại thời khắc mấu chốt, điện thoại di động của Vương Khai Vũ vang lên, ông ta cầm lên nghe máy, lông mày thoáng cái liền nhíu lại. Cái gì, cuộc họp cấp cao, Vương Khai Vũ khiếp sợ nói. Hắn nhìn Tề Đẳng Nhàn, chỉ cảm thấy chuyện này thật không thể tin được, đồng thời trong lòng thầm nghĩ trùng hợp, nhất định là trùng hợp mà thôi. Vương Khai Vũ sầm mặt phất tay, ý bảo các nhân viên an ninh dừng lại một chốc. Tôi muốn tham gia buổi hội nghị trước rồi sẽ xử lý chuyện này sau. Vương Khai Vũ trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn cũng mỉm cười đáp lại, đi thì đi, mọi người đi cùng nhau cho đông đủ. Ánh mắt của Vương Khai Vũ vô cùng lạnh lẽo, ông ta nói, thích giả vờ đúng không? Được lắm, tôi cũng muốn nhìn xem cậu có thể giả vờ đến lúc nào. Ông ta không ngăn cản mà để mặc cho Tề Đẳng Nhàn đưa theo hai người Dương Quan Quan và Kim Thần Hy vào giữa phòng hội nghị của tập đoàn Goku. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có thể làm màu đến mức độ này đấy, có khi lát nữa cậu ta sẽ bị vả cho sưng mặt cũng nên. Các nhân viên của tập đoàn Goku nhìn cảnh tượng ấy mà lắc đầu, ai cũng nghĩ Kim Thần Hy đúng là não tàn thật, dẫn theo một người như vậy đến đây phá phách thì có thể gây ra kết cục gì cơ chứ. Khi Vương Khai Vũ bước vào, bên trong phòng hội nghị đã chứa đầy những người nắm giữ chức vụ cao ở tập đoàn Goku. Vương Tổng. Địa vị của Vương Khai Vũ không thấp, thế nên khi ông ta ngồi vào bàn thì tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi ông ta. Ngồi xuống cả đi, Vương Khai Vũ tùy ý xua tay, bước tới cạnh bàn rồi ngồi xuống một cái ghế rất cao. Tề Đẳng Nhàn cũng bước vào phòng hội nghị một cách rất thản nhiên. Những người nắm giữ chức vụ cao nhìn thấy hắn thì đều sửng sốt, người này là ai vậy? Tại sao hắn lại không mời mà đến? Sau khi nhìn thấy Kim Thần Hy đi cùng hắn, tất cả mọi người như muốn nổ tung. Kim Thần Hy chính là đầu sỏ đã khiến Tài Phiệt Thượng Tinh hủy bỏ ý định hợp tác với tập đoàn Goku, ngay trong đêm qua cô ta đã bị cách chức rồi, tại sao ngày hôm nay cô ta vẫn xuất hiện ở đây? Kim Thần Hy, tại sao cô còn có mặt mũi đến tập đoàn nữa vậy hả? Hiện giờ chỉ vì cô mà tập đoàn rơi vào cảnh khó khăn, tự cô nói xem cô nên làm gì đi. Kim Thần Hy, đồ đàn bà độc địa, nếu cô không nhận được sự tha thứ của Choi Cheong Han để sửa chữa lại mối quan hệ giữa chúng ta và Tài Phiệt Thượng Tinh thì nhất định tôi sẽ xé xác cô ra. Ban đầu ai là người đã cất nhắc Kim Thần Hy lên vị trí này thế? Người đó cũng phải chịu trách nhiệm đi. Những người nắm giữ chức vụ cao đều căm thù Kim Thần Hy đến tận xương tủy. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng rằng chính cô ta đã đắc tội Choi Cheong Han thì cô ta phải chịu trách nhiệm. Vương Khai Vũ quay đầu về phía Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng nói, thế mà cậu cũng dám bước vào đây thật. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi, tôi tới chủ trì hội nghị, tại sao lại không dám vào đây? Những lời này khiến hiện trường như bùng nổ, tất cả mọi người đều quan sát Tề Đẳng Nhàn, không biết lai lịch của hắn ra sao. Hài hước thật đấy, Vương Khai Vũ cười lạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Thần Hy sợ hãi tới nỗi gương mặt trắng bệch ra, cô ta thấp giọng nói, hay là thôi đi, chị với anh ta sợ chúng ta còn chưa đủ thê thảm hay sao vậy? Làm gì có ai đi lừa gạt người ta như vậy chứ? Dương Quan Quan lại nói, em cứ ngồi im một chỗ mà tham gia buổi hội nghị này là được, đừng có nhiều lời. Nói xong câu này, cô ta bước thẳng tới chỗ Tề Đẳng Nhàn. Hai người một trước một sau cùng đi tới phần đầu bàn họp. Tề Đẳng Nhàn đĩnh đạc ngồi xuống vị trí của ông chủ trương. Sắc mặt Vương Khai Vũ tái xanh, ông ta phẫn nộ quát, đồ vô liêm sỉ. Vị trí đó thuộc về ông chủ của chúng tôi, cậu mà cũng dám ngồi vào đó sao? Tề Đẳng Nhàn không để ý tới ông ta, chỉ nói với Dương Quan Quan, thư ký Dương, chuẩn bị bắt đầu hội nghị đi nào. Vâng ạ, Dương Quan Quan gật đầu và đáp bằng một câu đơn giản. Trông thấy Tề Đẳng Nhàn ngồi vào vị trí của người chủ trì hội nghị, Kim Thần Hy ngây ngẩn cả người. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, thật là đáng tiếc vì phải dùng một cách thức thế này để gặp mặt tất cả mọi người, vậy tôi sẽ giới thiệu sơ qua về bản thân một chút nhé.
Trước đây không lâu thì tập đoàn Goku đã bị tập đoàn Hướng Thị thu mua dưới danh nghĩa của tôi, hiện giờ tập đoàn này cũng đã trở thông tài sản trực thuộc tập đoàn Thiên Lai của tôi. Nói một cách đơn giản hơn thì tôi chính là Tề Đẳng Nhàn, ông chủ của tất cả mọi người, vì thế từ nay về sau tất cả mọi người đều phải nghe theo những gì tôi nói. Hắn vừa mới dứt lời, những người nắm giữ chức vụ cao đều cứng đờ không nhúc nhích. Kể từ sau khi thu mua tập đoàn Goku thì Hướng Đông Tinh cứ chỉ hoãn mãi mà không làm bất cứ thứ gì, cũng không điều bất cứ tổng giám đốc nào sang đây, cô ta chỉ phái người trông coi tài khoản của tập đoàn để tránh việc tài sản bị thất thoát ra ngoài mà thôi. Điều này khiến cho những người nắm giữ chức vụ cao của tập đoàn Goku đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không hiểu được rốt cuộc Hướng Đông Tinh muốn mua tập đoàn này về để làm gì. Cho tới tận hôm nay thì bọn họ mới được biết danh tính của ông chủ thực sự, Tề Đẳng Nhàn. Đây là bản sao của hợp đồng thu mua đi kèm với tuyên bố của ông chủ tiền nhiệm của các vị có thể xem qua. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Dương Quan Quan lấy giấy tờ ra khỏi túi công văn mà mình đã tiện tay mang theo, lần lượt phát cho những người nắm giữ chức vụ cao đang có mặt ở trong phòng. Sắc mặt của Vương Khai Vũ chuyển thành màu trắng bệch trong nháy mắt, ông ta nhìn những tờ giấy trong tay, không dám tin vào chính mắt mình. À, vậy ngài chính là Tề Tổng sao, Tổng Giám Đốc đương nhiệm đang nắm quyền quản lý tập đoàn Goku là Phó Minh Tinh hắng giọng một cái rồi cất lời. Tề Đẳng Nhàn hờ hững gật gật đầu rồi nói. Lẽ ra tôi cũng không muốn tới đây cho lắm, nhưng vì tập đoàn xảy ra chút việc nên tôi mới bắt buộc phải tới đây. Về phần buổi hội nghị mà tôi mời mọi người đến hôm nay, rất đơn giản thôi, tôi chỉ muốn thực hiện một số việc liên quan đến vấn đề thăng chức và giáng chức. Sắc mặt của Vương Khai Vũ lại càng thêm khó coi, vừa rồi khi ở ngoài kia Tề Đẳng Nhàn cũng đã nói rằng ông ta sẽ bị sa thải. Vì thế ông ta cắn một bên thịt má thật mạnh. Những người nắm giữ chức vụ cao đều quay sang nhìn nhau, nhất thời tất cả đều bàng hoàng hoảng loạn, không biết vị cấp trên mới nhậm chức này sẽ trút giận lên kẻ xấu số nào đây. Kim Thần Hy nhìn Tề Đẳng Nhàn đang ngồi trên vị trí của ông chủ với vẻ mặt không dám tin vào mắt mình, cằm của cô ta đã sắp rơi xuống đất rồi, thì ra cái tên đàn ông mà cô ta vừa gặp đã thấy không hề xứng đôi với người chị họ Dương Quan Quan của mình lại là ông chủ vừa mới thu mua cả tập đoàn Goku này sao. Chẳng trách ban nãy hắn một mực nói là hắn sẽ giải quyết chuyện này, với hắn mà nói, giải quyết chuyện này quả thực là một việc quá sức dễ dàng. Tôi sẽ hủy bỏ tất cả những chức vụ mà Phó Tổng Giám Đốc Vương Khai Vũ đang nắm giữ, đồng thời chuyển giao vị trí này cho cô Kim Thần Hy đảm nhận. Tề Đẳng Nhàn nói. Chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã khiến hiện trường nổ tung. Vương Khai Vũ thì nở một nụ cười lạnh rồi nói, Tề Tổng này. Cậu muốn cách chức tôi thì tôi không có ý kiến gì đâu, nhưng cậu cũng phải cho tôi một lý do đã mới được. Dĩ nhiên cậu là ông chủ của tập đoàn Goku chúng tôi, nhưng tập đoàn Goku không chỉ thuộc về một mình cậu, mọi người ở đây ít nhiều gì cũng nắm quyền sở hữu một chút cổ phần của tập đoàn, cậu không thể tùy ý thích làm gì thì làm được, nhớ đâu tập đoàn sụp đổ thì chúng tôi biết tìm ai chịu trách nhiệm đây. Phó Minh Tinh cũng nhíu mày nói thêm, Tề Tổng à, tôi đồng ý với những lời mà Vương Tổng vừa nói. Nếu ngài muốn sa thải ông ta thì ngài phải cho chúng tôi một lý do thuyết phục mới được. Dương Quan Quan thấp giọng nói, anh không được phép quá nóng vội, nếu không có thể sẽ tạo ra hiệu quả trái chiều. Nếu mọi người đồng loạt bãi công vì bất bình thì chắc chắn tập đoàn sẽ chịu lỗ rất nặng cho coi. Đương nhiên là Tề Đẳng Nhàn hiểu rõ đạo lý đơn giản này, tập đoàn Goku không phải do Thiên Lai rót vốn đầu tư nên những gì hắn nói không thể trở thành ưu tiên số một ở nơi này. Đây dù sao cũng là một tập đoàn mà hắn vừa mới thu mua được, nếu hắn muốn tiếp tục duy trì hoạt động của tập đoàn như bình thường thì hắn còn phải trông cậy vào những người đang nắm giữ chức vụ cao hiện tại, cũng vì thế nên nếu như hắn muốn thay thế tất cả bọn họ thì phải tìm được nhân tài để thay thế trước đã. Tuy Tề Đẳng Nhàn chỉ là một tổng giám đốc gà mờ vừa mới nhậm chức được hơn nửa năm nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những chuyện đơn giản như thế này. Cậu muốn sa thải tôi, cậu muốn cho Kim Thần Hy nhậm chức, được thôi. Nhưng cậu phải khiến tất cả mọi người ở đây tâm phục khẩu phục đến mức họ không thể nói thêm được bất cứ lời nào. Vương Khai Vũ cười lạnh tuyên bố. Kim Thần Hy thì có gì giỏi giang hơn tôi cơ chứ? Lần hợp tác vừa rồi rối tung rối mù nên chúng ta không thể triển khai được những kế hoạch tiếp theo được nữa. Hiện giờ chúng ta đang phải chịu nhiều tổn thất. Tề Tổng muốn mọi người nghe theo cậu rồi uống gió Tây Bắc mà sống hay sao? Tề Tổng à, cậu là người làm ăn lớn.
cậu vẫn còn tài sản tích trữ là tập đoàn Thiên Lai. Nhưng nếu mất đi tập đoàn Goku thì những người ngồi ở đây là chúng tôi sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Vương Khai Vũ có cảm giác như thể ông ta đã giành được thế chủ động, ít nhất cũng là Tề Đảng Nhàn đã phạm sai lầm, vì thế ông ta trở thành người nắm giữ đằng chuôi. Những người nắm giữ chức vụ cao có mặt tại đây đều đã làm việc ở tập đoàn Goku nhiều năm, lời nói của ai cũng đều có trọng lượng, nếu vừa bắt đầu mà Tề Đảng Nhàn đã sử dụng những thủ đoạn thô bạo như vậy thì rất dễ khiến mọi người mất thiện cảm. Huống chi người đầu tiên hắn muốn sa thải là một vị phó tổng giám đốc, mà người được hắn chọn để thay thế vào vị trí ấy lại là Kim Thần Hy, hắn căn bản không thể khiến mọi người tin phục mình. Sau những lời mà Vương Khai Vũ vừa thốt ra, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, nhất thời những người nắm giữ chức vụ cao này sinh ý nghĩ muốn bắt tay nhau để chống lại ông chủ mới này. Không phải chưa từng có tiền lệ cho những sự việc tương tự như thế này ở các tập đoàn lớn, ông chủ bị những người nắm giữ chức vụ cao bắt tay nhau chèn ép, sau đó đánh mất quyền lực, không thể đưa ra những quyết định có hiệu lực về tuyên chuyển nhân sự trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ Tề Đảng Nhàn đang đối mặt với một tình huống tương tự như vậy. Đây chính là hậu quả từ thói quen vừa mới nắm quyền đã lập tức sử dụng những thủ đoạn mông tay của hắn. Nếu sau khi hướng Đông Tinh thu mua tập đoàn Goku, hắn ngay lập tức liên hệ với tập đoàn để tự tạo cho mình một chút quyền uy trong nội bộ thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Có điều Tề Đảng Nhàn vẫn tỏ vẻ mình không hề để tâm đến những lời vừa rồi, hắn chỉ thờ ơ nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt. Cái nhìn này khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác sau lưng mình lành lạnh. Tề Tổng, ngài muốn sa thải Vương Tổng, được thôi, ngài hoàn toàn có quyền làm thế. Nhưng chúng tôi vẫn giữ ý kiến thế này, trước mắt tập đoàn đang lâm vào tình cảnh vô cùng khốn đốn, một biến động lớn như những gì mà ngài vừa nói ra là không thích hợp. Phó Minh Tinh đứng dậy nói, Vương Khai Vũ cũng nhanh chóng đứng dậy theo. Thấy có nhiều người ủng hộ mình như vậy, trong lòng Vương Khai Vũ cũng âm thầm đắc ý hơn. Ông ta nói, Tề Tổng à. Cậu muốn sa thải tôi thì cũng không có vấn đề gì hết, nhưng trước hết cậu phải đảm bảo được lợi ích cho tập đoàn Goku đã. Cậu muốn để bà Kim Thần Hy lên chức vị này, cũng không sao cả, nhưng trước hết cậu phải giải quyết tình hình khó khăn mà tập đoàn đang gặp phải hiện nay đã chứ. Cô ta gây ra bao nhiêu phiền phức cho mọi người, chẳng lẽ cậu lại làm như không nhìn thấy mà cứ thế mặc kệ. Tề Đảng Nhàn không nói gì, chỉ nhìn Vương Khai Vũ. Vương Khai Vũ nói, nếu cậu có thể khiến tài phiệt Thượng Tinh nguôi giận và hợp tác với chúng ta thêm một lần nữa thì tôi sẽ đệ đơn từ chức, cũng sẽ nhượng lại toàn bộ số cổ phần mà tôi đang nắm giữ trong tập đoàn ngay lập tức. Tề Đảng Nhàn mỉm cười hỏi lại, anh chắc chứ? Vương Khai Vũ đáp lời, tôi chắc chắn. Mọi người cũng mỉm cười theo, tất cả bọn họ đều biết rõ rằng nếu Tề Đảng Nhàn không thỏa hiệp với những điều kiện mà cho chê ông Han được ra thì chắc chắn hắn không thể giải quyết được chuyện này. Khi biết được mối quan hệ giữa Tề Đảng Nhàn và hai người Kim Thần Hy cùng Dương Quan Quan, tất cả bọn họ đều cho rằng hắn không thể thỏa hiệp với Choi Cheong Han bằng phương thức như vậy. Đương nhiên Tề Đảng Nhàn cũng có thể dần dần giảm bớt số cổ phần của tập đoàn mà Vương Khai Vũ đang nắm giữ bằng cách từng bước khuếch trương số cổ phần thuộc về chính hắn, chỉ có điều làm như vậy thì quá phiền phức, hắn cảm thấy cần nhanh chóng đá những tên khiến mình ngứa mắt ra khỏi tập đoàn thì hơn. Nhưng nếu như cậu không thể làm được, vậy thì ngại quá, tôi thực sự không thể nhường lại chức vụ của mình. Tôi tin là các lãnh đạo cao cấp đang có mặt ở đây cũng đều không đồng ý. Vương Khai Vũ nói. Phải, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu như muốn tán thành lời nói của Vương Khai Vũ. Tình hình khó khăn trước mắt của tập đoàn Goku là vì vấn đề hợp tác giữa họ và tài phiệt Thượng Tinh đã bị hủy bỏ, vậy thì chẳng khác nào hạng mục mới sẽ lỗ nặng, tập đoàn khó có thể chống đỡ được khoản lỗ lần này. Tề Đảng Nhàn thản nhiên đáp lời, cũng được thôi, vậy thì anh hãy chuẩn bị sẵn đơn xin từ chức và bàn giao lại tất cả những công việc còn đang dang dở trong hôm nay đi nhé. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Vương Khai Vũ chỉ cười khẩy một tiếng, ông ta căn bản không hề tin rằng Tề Đảng Nhàn có đủ năng lực làm việc đó, trừ phi hắn thực sự có thể nhẫn tâm tới mức đưa hai người Kim Thần Hy và Dương Quan Quan cho Choi Cheong Han để Choi Cheong Han thỏa thích trà đạp họ. Tề Tổng à! Tôi thực sự không có ý định nhắm vào ngài đâu, tôi chỉ đang lo cho tương lai của tập đoàn này mà thôi, xin cậu thứ lỗi. Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Tổng Giám đốc đương nhiệm là Phó Minh Tinh quay sang giải thích với Tề Đảng Nhàn. Không sao cả, cậu cứ làm những gì cậu cần làm đi.
Công việc của chúng ta cần được tiếp tục, còn về chuyện của Tài Phiệt Thượng Tinh thì tôi sẽ giải quyết. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên đáp lời. Trong mắt những người ngoài, Tề Đẳng Nhàn chỉ là một ông chủ vừa mới nhậm chức, khi quyết định đầu tiên vừa được đưa ra đã bị phản đối thì trông hắn có vẻ bất lực vô cùng. Các nhân viên lâu năm của tập đoàn Goku đều cấu kết với nhau và cùng đối chọi lại với ông chủ là hắn dưới sự dẫn dắt của Vương Khai Vũ, vì thế nên tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi hội nghị kết thúc, nét mặt của Kim Thần Hy có đôi phần phức tạp, cô ta hỏi, anh thực sự là ông chủ của chúng tôi sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, cô không tự cảm thấy câu hỏi của mình rất vô nghĩa à? Phải, sao nào? Cô còn muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với tôi như hồi trước nữa đấy à? Kim Thần Hy vội trả lời, không dám đâu. Có điều, anh nói anh sẽ giải quyết Tài Phiệt Thượng Tinh, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta đã đắc tội với Choi Cheong Han rồi mà. Tề Đẳng Nhàn nói, cô không cần phải nhúng tay vào chuyện này làm gì, điều đầu tiên tôi cần làm là đánh cho ông ta một trận rồi tính sau. Tề Đẳng Nhàn thực sự rất chán ghét loại người rác rưởi như Choi Cheong Han, việc ông ta gây ra vô số những chuyện phiền phức như thế này khiến hắn cực kỳ khó chịu, không đánh ông ta một trận cho hả giận thì đúng là khó cho hắn quá. Hơn nữa Choi Cheong Han còn là người của nhà họ Choi, có mối quan hệ thân thích với Tôn Dĩnh Thục, điều này lại càng làm hắn khó chịu hơn nữa. Kim Thần Hy trợn tròn cả hai mắt. Nói là muốn nối lại quan hệ hợp tác nhưng điều đầu tiên cần làm lại là đánh cho người ta một trận, chuyện này. Kim Thần Hy cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, tôi xin lỗi, cũng vì tôi mà anh phải đối đầu với các nhân viên lâu năm của tập đoàn Goku, là do tôi không tốt. Cách làm của anh ban nãy là tương đối sáng suốt, tạm thời lùi lại một bước để cho Vương Khai Vũ cơ hội thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ thế mà tình hình không trở nên quá căng thẳng. Lỡ như những người nắm giữ chức vụ cao cùng bãi công hàng loạt thì tập đoàn này cũng xong đời rồi. Dương Quan Quan tỏ ra tán thành với những gì Tề Đẳng Nhàn đã thể hiện ban nãy. Đối phó với đám lưu manh này thì phải dùng một phương pháp là lấy dao cùn cắt thịt. Đây là thái độ bình thường của một tập đoàn bị thu mua, những nhân viên cũng có chức vị cao cùng cấu kết với nhau để thông đồng chống lại ông chủ vừa mới nhậm chức. Nếu hướng Đông Tinh đã giao tập đoàn Goku cho tôi thì đương nhiên tôi không thể tùy tiện làm bất cứ thứ gì tôi thích rồi, bỏ số tiền vài tỷ ra mà không đổi lại được bất cứ thứ gì thì lỗ quá. Tề Đẳng Nhàn cười cười rồi hờ hững nói. Đợi đến khi tôi hóa giải được tình hình khó khăn trước mắt, đám cấp dưới kia cũng sẽ chẳng dám phụ họa theo những gì mà thằng ngu Vương Khai Vũ kia nói đâu. Tình hình khó khăn mà tập đoàn Goku đang gặp phải trước mắt là hạng mục mới không thể tiếp tục phát triển phải không? Ảnh hưởng từ sự việc này là rất lớn, thứ nhất là bọn họ lo mình sẽ không kiếm được tiền, thứ hai là bọn họ sợ danh dự của tập đoàn sẽ bị tổn thất, dẫn tới những phản ứng xấu hơn sau này. Chỉ cần tôi giải quyết được những vấn đề mấu chốt hiện giờ thì mọi người sẽ thấy được tương lai tươi sáng của tập đoàn mai sau, tất nhiên bọn họ sẽ không hùa theo Vương Khai Vũ để cùng đứng lên chống lại tôi thêm nữa. Đối với một số người ở phe trung lập, việc Tề Đẳng Nhàn muốn sa thải Vương Khai Vũ và nâng đỡ Kim Thần Hy cũng đồng nghĩa với việc gây tổn thấy cho tập đoàn, cũng vì thế mà ngay cả bọn họ cũng không đồng tình với hắn. Dương Quan Quan hỏi, phải đối phó với Tài Phiệt Thượng Tinh thế nào đây? Tề Đẳng Nhàn trả lời, bảo bên phía Tôn Dĩnh Thục trả lại món nợ ân tình cho tôi là được. Nếu đến cả cô ta cũng không chịu thì tôi đây cũng chỉ đành tìm đến đám người nước Mỹ. Dương Quan Quan nhíu mày nói. Nhưng việc đàm phán với các tập đoàn của nước Mỹ có thể còn khó khăn hơn, một vài điều kiện mà bọn họ đưa ra có thể còn hà khắc hơn nữa. Đi đường vòng là được thôi, đầu tiên nhờ tập đoàn khoa học kỹ thuật dưới trướng của Gusinski chủ động liên hệ với bọn họ, sau đó âm thầm chuyển những tài liệu và kỹ thuật về phía chúng ta, chẳng phải như vậy là ổn rồi hay sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Cái này, Dương Quan Quan thầm nghĩ trong lòng rằng cách làm này thực sự quá lưu manh. Cũng quá thiếu đạo đức. Cô sợ cái gì mà sợ, các xí nghiệp của nước Hoa chúng ta đa số đều cạnh tranh theo kiểu ác ý, cũng quen thói đùa giỡn lưu manh rồi, làm sao mà thiếu phần của tập đoàn Goku được. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục bình tĩnh giải thích. Các xí nghiệp của nước Hoa cũng chẳng sợ người Mỹ sẽ đệ đơn lên tòa án nước Hoa, ví dụ như vụ của một thương hiệu thuộc quyền sở hữu của ngôi sao bóng rổ nổi tiếng toàn cầu nào đó chẳng hạn, kiện cáo cả bao nhiêu năm rồi mà kết quả là có tác dụng gì đâu. Dương Quan Quan nói, đây cũng không phải kế sách lâu dài,
nếu bọn họ phát hiện ra rồi ngừng cung cấp thì chẳng phải chúng ta sẽ gặp rắc rối to sao? Tề Đẳng Nhàn trả lời, trước tiên cứ giải quyết được tình hình khó khăn hiện giờ rồi tính sau, hơn nữa, kể cả nếu bọn họ có phát hiện ra rồi ngừng cung cấp thì người lên tòa án cùng với bọn họ cũng chỉ có Gusinski chứ đâu có liên quan gì đến Tề Đẳng Nhàn tôi đây. Dương Quan Quan và Kim Thần Hy quay sang nhìn nhau, không còn lời nào để nói, một ông chủ dám lấy tập đoàn ra để giở trò đùa giỡn lưu manh đến mức này, thực sự là rất hiếm thấy. Tề Đẳng Nhàn vươn vai một cái rồi nói, không còn việc gì khác thì tôi đi tìm Choi Chê Ông Han trước đã nhé. Thông tin về việc Tề Đẳng Nhàn muốn sa thải nhân viên của tập đoàn Goku, kết quả lại bị những nhân viên nắm giữ chức vụ cao cấu kết với nhau để phản đòn ngược lại nhanh chóng truyền đến chỗ của Hướng Đông Tinh. Có thể nói là chuyện tốt thì chẳng ai hay biết mà chuyện xấu thì lan xa vạn dặm. Có điều Hướng Đông Tinh tỏ vẻ không cần lo lắng, cô ta tin rằng Tề Đẳng Nhàn có đủ năng lực để giải quyết tất cả những chuyện này. Về phần Tề Đẳng Nhàn, hắn bây giờ đã đặt chân tới chi nhánh của tài phiệt Thượng Tinh tại nước Hoa có vị trí ở Ma Đô. Tôi tìm Choi Chê Ông Han, chưa hẹn trước, cứ nói tôi là ông chủ của tập đoàn Goku là được. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói với nhân viên lễ tân ở sảnh. Choi Chê Ông Han nhanh chóng nhận được tin tức rồi ra lệnh cho nhân viên dẫn Tề Đẳng Nhàn lên tầng. Lúc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, anh ta ngẩn cả người rồi hỏi, tại sao lại là cậu? Tề Đẳng Nhàn cười cười đáp lại, tôi chính là ông chủ của tập đoàn Goku đây. Choi Chê Ông Han thực sự không ngờ được chuyện này, anh ta biết tập đoàn Goku đã đổi chủ nhưng ông chủ mới cứ trì hoãn mãi mà chưa từng xuất hiện. Ồ, biết sốt ruột rồi à, cậu đến cầu xin tôi sao? Tôi vẫn sẽ giữ nguyên điều kiện ngày hôm qua, hai chị em xinh đẹp đó, thiếu một người cũng không được. Mặt khác, cậu cũng phải xin lỗi tôi vì sự thiếu tôn trọng của cậu ngày hôm qua. Được rồi, giờ thì bắt đầu vào vấn đề đi. Choi Chê Ông Han dửng dưng ngồi trên ghế, quay lưng về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười gật đầu, vậy tôi bắt đầu vào vấn đề đây nhé. Choi Chê Ông Han cười cười đầy khinh miệt, tập đoàn Goku muốn phát triển công nghệ máy tính bảng, nếu thiếu đi sự ủng hộ của tài phiệt Thượng Tinh thì sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao bọn họ cũng đã hoàn thành công tác tuyên truyền rồi, nếu như bọn họ tìm đối tác khác dẫn đến chất lượng sản phẩm không thể sánh bằng lúc tuyên truyền thì chẳng khác nào một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với cả tập đoàn bọn họ. Anh ta nắm giữ chức vụ cao trong tài phiệt Thượng Tinh, thế nên căn bản không thể chấp nhận được việc đám người của tập đoàn Goku dám vô lễ với mình. Choi Chê Ông Han nhìn Tề Đẳng Nhàn bước tới trước mặt mình, lập tức bắt chéo hai chân rồi cười lạnh hỏi. Nếu đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì tại sao lúc trước cậu còn làm như thế? Không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại vươn tay ra, túm lấy cổ áo của Choi Chê Ông Han. Bốp! Một cú đấm nện thẳng vào mặt Choi Chê Ông Han cứ như long trời lở đất, sức lực mạnh đến nỗi anh ta đầu váng mắt hoa. Choi Chê Ông Han choáng váng, đầu ong ong vì cú đấm này, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cú đấm thứ hai tiếp tục xông tới. Hai cú đấm này của Tề Đẳng Nhàn cũng có vẻ hơi giống với chuyện Lỗ Chí Thâm đấm chết Trấn Quan Tây được kể lại ngày xưa. Một câu chuyện trong Thủy Hử. Con mẹ nó cậu điên rồi à, Choi Chê Ông Han gào lên, đau tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Tề Đẳng Nhàn cười nhe răng trợn mắt, chỉ là đùa thôi mà, tôi cực kỳ to gan đấy. Chính anh bảo tôi bắt đầu vào vấn đề đi còn gì. Nói xong câu này. Hắn lại đấm thêm một cái nữa vào mũi của Choi Chê Ông Han. Cú đấm của hắn trực tiếp khiến xương mũi của Choi Chê Ông Han gãy vụn, máu mũi phụt ra ngoài, chảy xuống khắp cổ áo của anh ta. A, à, Choi Chê Ông Han ôm mặt hét lên thê thảm, ngã quỵ xuống đất. Tề Đẳng Nhàn buông cổ áo của anh ta ra, rút một tờ khăn giấy trên bàn rồi chậm rãi lau tay, cười lạnh, dám ôm mưu đồ bẩn thỉu với thư ký Dương của tôi à. Anh không có não phải không? Lại còn muốn có cả một cặp chị em xinh đẹp nữa, anh cũng biết chơi lắm đấy nhỉ? Choi Chê Ông Han giận dữ hét lên, tập đoàn Goku của cậu xong đời rồi, tôi đảm bảo đấy. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, lại tiếp tục lau máu dính trên bàn tay mình. Choi Chê Ông Han nghiến răng nghiến lợi, bỗng dưng có cảm giác trong miệng mình đau nhức, răng thì không thấy đâu nữa, hóa ra, hai chiếc răng đã rơi ra ngoài. Anh ta định thần nhìn lại, hóa ra là mình đã bị đánh tới mức rụng cả răng,
lửa giận bùng lên trong bụng anh ta lại càng bốc cao tới tận đỉnh đầu. Tài phiệt Thượng Tinh sẽ mãi mãi không bao giờ hợp tác với tập đoàn Goku đâu, đừng nói đến việc cậu đưa cặp chị em xinh đẹp đó cho tôi, dù cậu có đưa mẹ ruột cậu cho tôi thì ông đây cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Còn cậu nữa, cậu dám ra tay đánh đập tôi ở chi nhánh của chúng tôi, cậu đừng nghĩ chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng, tôi sẽ liên hệ với đại sứ quán của các cậu để xem cậu có chết hay không. Choi Cheong-han vừa lau máu vừa gào lên thật to như một kẻ bị bệnh tâm thần. Tề Đẳng Nhàn lại cầm lấy gạt tàn thuốc đặt trên bàn rồi giáng thẳng vào đầu anh ta, một tiếng bịch vang lên, Choi Cheong-han ngã xuống. Còn cái gạt tàn thì sao? Đã gãy làm đôi rồi. Ngay sau đó cơ thể của Choi Cheong-han bắt đầu co quắp lại, khiến người ta bắt đầu lo lắng liệu có phải anh ta đã chết hay chưa. Có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng có lôi mẹ tôi vào, cũng may cho anh là tôi đang đứng ở đây đấy. Nếu đổi thành cha tôi thì anh có 10 cái mạng cũng không đủ để đền đâu. Tề Đẳng Nhàn cười cười, tiện tay quăng gạt tàn sang phía khác. Cả đời này Choi Cheong-han đã bao giờ gặp phải một con người độc ác như vậy đâu, rõ ràng hắn đã biết thân phận của anh ta là đại thiếu gia của nhà họ Choi, cũng là sếp lớn của tài phiệt Thượng Tinh, vậy mà hắn vẫn còn dám ra tay đánh anh ta. Đây là loại người liều mạng gì không biết. Anh ta vẫn nằm dạp trên đất mà không hề nhúc nhích. Một lát sau ý thức mới dần dần hồi phục. Choi Cheong-han miễn cưỡng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn đang cười híp mặt ngồi trước mặt anh ta, ánh mắt hai người chạm nhau, cả người anh ta run rẩy, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Đau quá! Choi Cheong-han nhe răng trợn mắt, vừa mới thoáng cử động đã thấy đầu mình đau như muốn nứt ra. Tề Đẳng Nhàn hỏi, tên của anh là Choi Cheong-han. Nhưng có vẻ không hợp với bộ dạng của anh bây giờ cho lắm nhỉ. Nào, nói tiếp hai ba câu độc địa một chút cho tôi nghe thử xem. Choi Cheong-han run lẩy bẩy, làm sao mà anh ta dám nói nữa. Ban nãy Tề Đẳng Nhàn đấm anh ta hai cú mà không hề nương tay một chút nào, nếu không phải chính bản thân anh ta lớn mạng thì chỉ sợ giờ phút này anh ta đã bị đánh chết. Hửm, Tề Đẳng Nhàn hơi khom lưng cúi người, vỗ vỗ sau ót anh ta. A, Choi Cheong-han hét lên đầy đau đớn. Tại sao anh lại không nói gì nữa thế? Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười danh ma. Đến cả miệng của Choi Cheong-han cũng run run, anh ta nơm nớp lo sợ nhưng vẫn hỏi, cậu có biết mình vừa làm những gì hay không? Cậu có biết tôi là ai hay không? Tề Đẳng Nhàn cười cười, đáp lại, biết chứ, nhưng chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến chuyện tôi đánh anh đâu. Con người tôi là như thế đấy. Tôi thích nhất là dạy dỗ lại mấy tên cặn bã rác rưởi. Choi Cheong-han chửi thầm trong lòng, không biết ai mới là loại người rác rưởi cặn bã cơ chứ. Choi. Cửa lớn của phòng làm việc kêu két két, một bóng người đẩy cửa bước vào. Một người có đủ quyền hành để không cần gõ cửa phòng làm việc của Choi Cheong-han mà xông thẳng vào bên trong, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn người này có địa vị cao hơn anh ta vài bậc. Choi Cheong-han vừa nhìn thấy người này mà đã như thấy được cọng rơm sẽ cứu mạng mình, anh ta khóc thật lớn, bác gái ơi, mau mau cứu cháu với, cái tên điên này là ông chủ của tập đoàn Goku, cháu hủy bỏ ý định hợp tác với bọn họ, vậy là hắn chạy tới văn phòng của cháu đánh cháu, hắn còn muốn giết chết cháu nữa kia kìa. Tôn Dĩnh Thục vừa đẩy cửa bước vào đã phải sững sờ đứng tại chỗ, cô ta căn bản không nghĩ đến việc Tề Đẳng Nhàn sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa hắn lại còn đánh cháu trai của cô ta là Choi Cheong-han đến mức thê thảm như vậy. Bác gái ơi, bác gái còn đứng đó làm gì nữa thế? Bác mau mau tranh thủ thời gian mà gọi cảnh sát đi, hoặc là trực tiếp liên lạc với đại sứ quán của bọn họ thì càng tốt, đến cả giọng nói của Choi Cheong-han cũng trở nên yếu đuối nhu nhược, anh ta khóc lóc thê thảm tới mức không còn giống một người đàn ông. Có điều, chỉ một giây sau, anh ta lại nghe thấy Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Tôn phu nhân à, lâu rồi không gặp lại. Choi Cheong-han trợn tròn cả hai mắt, hóa ra Tề Đẳng Nhàn là người quen của Tôn Dĩnh Thục sao? Chỉ trong nháy mắt mà gương mặt tươi cười của Tôn Dĩnh Thục đã phủ đầy sương lạnh. Cái tên khốn nạn Tề Đẳng Nhàn này, hắn dám chạy tới tận chi nhánh của tài phiệt Thượng Tinh rồi đánh cháu trai của cô ta đến mức thê thảm như vậy sao? Lẽ nào hắn tưởng chi nhánh của tài phiệt Thượng Tinh chỉ là một cửa hàng bán thịt heo còn Choi Cheong-han là trấn Quan Tây?
Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng cất tiếng, Tề Tổng này, có phải cậu hơi nóng nảy quá mức rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn đạp một cú lên lưng của Choi Zeng Han, hỏi lại, đây là cháu trai của cô à? Thế thì anh ta vô lễ quá đấy, nhìn thấy chú của anh ta là tôi đây mà không biết chủ động chào hỏi câu nào hết. Tôn Dĩnh Thục dù mới chỉ ngoài 30 tuổi nhưng lại có vai vế rất cao trong nhà họ Choi, dù sao người chồng đã chết của cô ta cũng tương đối lớn tuổi mà. Chồng già vợ trẻ, hơn nữa tên chồng già còn đi đời nhà ma từ thời tám hoánh, quả thực không nên quá vui mừng. Nhất thời Tôn Dĩnh Thục cũng cảm thấy rất đau đầu, tại sao cái thằng Choi chê ông Han kia lại trêu vào tên Diêm Vương như Tề Đẳng Nhàn vậy? Cô ta đã có quen biết với Tề Đẳng Nhàn được một khoảng thời gian, cô ta biết người này có bối cảnh sau lưng vô cùng vững chắc, hơn nữa ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, da mặt lại dày tới nỗi không một ai có thể sánh bằng. Nếu anh ta không gọi cô là bác gái thì tôi còn tưởng anh ta ngang hàng với tôi cơ, cái thằng bị tôi dạy dỗ lần trước tên là Choi Chê Ông Ho phải không? Tề Đẳng Nhàn tự hỏi tự trả lời, cứ như đang nói chuyện phiếm với chính mình vậy. Nghe được những lời này, cả người Choi Chê Ông Han run run. Choi Chê Ông Ho đã thua ở nước Hoa, đến bây giờ anh ta vẫn chưa được thả ra ngoài, còn bị phê bình vô cùng gay gắt. Tôn Dĩnh Thục hờ hững trả lời. Người Triều Tiên chúng tôi khi đặt tên thì không quá coi trọng tên đẹp, nhưng đừng đánh trống lảng chứ, Tề Tổng vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, ban nãy cô nói tôi đã hơi nóng nảy quá mức rồi đúng không? Phải đấy, tôi vốn là một con người nóng tính cơ mà, tôi cũng đâu còn cách nào khác, cô nói xem tôi nên làm sao bây giờ. Đầu Tôn Dĩnh Thục đau nhức như muốn nứt ra, cái tên lưu manh này. Bà nội nó chứ chắc lâu lắm rồi hắn ta chưa bị ăn đòn phải không? Thực ra cô ta không có ý định gây xích mích với Tề Đẳng Nhàn, tuy cô ta nghĩ cái thằng danh con Tề Đẳng Nhàn này có hơi hèn hạ, hơn nữa còn là một tên chuyên ăn trực, nhưng dù sao thì chung quy hắn cũng đã từng cứu mạng cô ta và thậm chí còn giúp cô ta giải quyết cái tên phiền phức Choi Chê Ông Ho kia nữa. Anh ta dám mơ tưởng đến thư ký của tôi chưa giết chết anh ta đã là nương tay lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Tôn Dĩnh Thục có biết cô thư ký tên là Dương Quan Quan của Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa cô ta còn biết rõ như lòng bàn tay rằng hắn yêu thích Dương Quan Quan đến mức nào. Tôn Dĩnh Thục cũng biết rất rõ Choi Chê Ông Han là loại người gì, đám người của nhà họ Choi cũng gần như không khác biệt là mấy so với đám người nhà họ Dương ở Ma Đô kia. Thì có làm sao, giờ cậu đã đánh nó ra nông nỗi này, cậu còn muốn cái gì nữa chứ? Tôn Dĩnh Thục bước tới đóng cánh cửa dẫn ra ngoài ban công lại, lạnh giọng chất vấn. Tôi cũng không muốn nói nhảm nhiều với cô làm gì cả, thì tôi đã đánh cho anh ta một trận rồi đấy, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, bởi cái tên này khiến tôi thấy cực kỳ mất thiện cảm. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên giơ chân lên rồi nói. Choi Chê Ông Han vội vàng lên tiếng, bác gái à, cháu. Tôn Dĩnh Thục hờ hững nói với anh ta, câm miệng, ai bảo cậu lại đi trêu vào cậu ta làm gì. Đúng là ngu xuẩn. Những lời này của cô ta khiến cõi lòng Choi Chê Ông Han trở nên lạnh lẽo. Tôn Dĩnh Thục lại nói với Tề Đẳng Nhàn, cậu còn muốn thế nào nữa, nói thẳng đi. Tề Đẳng Nhàn trả lời, rất đơn giản thôi, ngày mai cái tên này phải đến trụ sở tập đoàn Goku chúng tôi rồi công khai xin lỗi hai cô gái đã bị anh ta sỉ nhục trước mặt tất cả mọi người, vậy thì tôi sẽ vờ như tôi đã quên chuyện này. Nếu không... Một khi tôi đã muốn anh ta bỏ mạng ở nước Hoa này thì không một ai có thể cứu được anh ta đâu. Cậu nói thế nào thì là như vậy hay sao? Chẳng lẽ tài phiệt thượng tinh chúng tôi không có sĩ diện à? Trên mặt Tôn Dĩnh Thục đầy vẻ giận dữ. Tổng thống vừa mới nhậm chức của các cô đã làm thế nào để bước lên vị trí đó? Tề Đẳng Nhàn đưa ra một câu hỏi. Thuê sát thủ giết người. Tôn Dĩnh Thục có chút không hiểu nổi tốc độ đổi đề tài trò chuyện của hắn. Nhưng cô ta vẫn thành thật trả lời. Sát thủ kia có biệt danh sát thần, anh ta cũng là đàn em của tôi, hiện giờ đang làm vệ sĩ cho một quan chức cấp cao. Tề Đẳng Nhàn híp mắt cười, nói thêm. Hắn đang giở trò uy hiếp. Tôn Dĩnh Thục biến sắc, sau đó hắng giọng. Lần trước ở Trung Hải cô ta suýt nữa bị giết chết bởi hai sát thủ là Kim Đồng và Ngọc Nữ mà Choi Chê Ông Ho dùng tiền mời tới, cũng chính Tề Đẳng Nhàn đã cứu mạng cô ta. Hoặc là cô đứng về phía tôi, giúp tôi giải quyết tình hình phức tạp hiện nay, tôi sẽ coi như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hoặc là cô đứng về phía bên kia,
vậy thì tôi sẽ bảo sát thần liên lạc với nhà họ Choi, có phải lần trước họ rất ảo não vì hai sát thủ là Kim Đồng và Ngọc Nữ đã thất bại không nhỉ? Lần này sẽ có một người lợi hại hơn xuất hiện, cô thử nói xem liệu bọn họ có vui hay không. Đến khi cô đã bị giết chết rồi, tôi sẽ đánh cái tên cho gì gì đó này ra bã, chắc hẳn họ cũng sẽ không truy cứu gì tôi đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn khẽ cười cười rồi nói, những lời hắn thốt ra khiến Tôn Dĩnh Thục tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Những lời này thuần túy là dùng để uy hiếp cô ta, hơn nữa còn là kiểu uy hiếp trắng trợn không thèm che giấu. Chút hảo cảm cuối cùng mà Tôn Dĩnh Thục dành cho Tề Đẳng Nhàn cũng vì thế mà gần như tan biến hết. Đương nhiên Tôn Dĩnh Thục cũng biết rõ một điều rằng Tề Đẳng Nhàn không chỉ đang uy hiếp đơn thuần mà hắn sẽ nói được làm được, cũng giống như lần trước hắn có thể tùy ý để hai sát thủ Kim Đồng và Ngọc Nữ chạy mất, thì việc mời đến một người còn lợi hại hơn hai kẻ đó cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Choi Cheong Han nghiến răng nói, bác gái à, bác đừng nghe những lời nhảm nhí của cái tên này nữa. Chúng ta đường đường là tài phiệt thượng tinh thì sao có thể sợ cậu ta cho được. Nhà họ cho chúng cháu cũng tuyệt đối trung thành với bác, chắc chắn chúng cháu sẽ không hành động như những gì cậu ta vừa nói đâu. Tôn Dĩnh Thục cũng quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, thái độ của nhà họ Choi ra sao, chẳng lẽ chính cậu còn không biết rõ. Những lời ấy khiến cho sắc mặt của Choi Cheong Han cứng ngắc như đá. Có thể nói Tôn Dĩnh Thục đã chiếm mất địa vị mà lẽ ra bọn họ nên có được. Chồng của cô ta chết đi, mọi quyền lực đều đổ dồn về dưới quyền kiểm soát của cô ta. Nhà họ Choi không chỉ một lần muốn đòi lại những quyền hành ấy, nhưng sao mà Tôn Dĩnh Thục có thể nguyện ý buông tha cho quyền lực đã tới tay mình được. Dần dần oán khí của cả hai bên chất chồng lại, đến bây giờ thì bọn họ đã gần như rơi vào tình cảnh sống chết không đội trời chung. Chỉ vì có mối quan hệ người nhà thân thích cản trở nên hai bên mới không trở mặt với nhau quá rõ ràng mà thôi. Cậu giúp tôi lấy lại thương hiệu của cha tôi, rồi tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này. Tôn Dĩnh Thục nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, đưa ra một điều kiện. Buồn cười thật đấy, cô thích làm gì thì cứ làm, dù sao tôi cũng sẽ đánh cho cái tên này một trận. Nếu anh ta không xin lỗi thì tôi sẽ giết chết anh ta. Tề Đẳng Nhàn nói. Nếu đây là lúc bình thường thì chỉ sợ Tôn Dĩnh Thục còn ước có thêm vài người nữa của nhà họ cho chết quách đi cho xong. Nhưng vấn đề là hiện giờ bọn họ đang ở Ma Đô, nếu như Choi Cheong Han chết ở nơi này thì tất nhiên cô ta sẽ bị đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu, nhà họ Choi cũng sẽ dùng cái chết của Choi Cheong Han làm bằng chứng chống lại cô ta. Tình huống này mới là tình huống mà cô ta không muốn gặp phải. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, cậu đánh cậu ta ra nông nỗi này mà muốn đi là đi sao? Cậu coi tài phiệt thượng tinh chúng tôi là chợ bán thức ăn hay gì? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, Tôn Dĩnh Thục, cô nhớ cho kỹ, tôi có thể cứu cô thì đương nhiên cũng có thể giết chết cô. Cô phá hỏng chuyện của tôi còn chưa tới tìm cô tính sổ thì lẽ ra cô nên cảm tạ Thượng Đế mới đúng. Nghe xong những lời này, sắc mặt Tôn Dĩnh Thục chuyển sang màu trắng bệch. Tề Đẳng Nhàn nói xong thì cũng chẳng muốn rông dài gì thêm với Tôn Dĩnh Thục nữa, hắn đứng dậy rời đi ngay lập tức. Có lẽ trên toàn thế giới này, chỉ có mình Tề Đẳng Nhàn là đủ khả năng tới chi nhánh của tài phiệt thượng tinh rồi đánh nhân viên cao cấp ở đây ra nông nỗi như vậy, cuối cùng còn có thể rời đi một cách vô cùng dứt khoát và thoải mái. Nếu như là người khác thì dù có thân phận ra sao cũng sẽ bị lột một lớp ra. Bác gái à, chúng ta cứ để cho cậu ta rời đi như vậy hay sao? Tài phiệt thượng tinh của chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa cơ chứ? Choi Cheong Han lo lắng nói. Tồn tại con mẹ mày à, Tề Đẳng Nhàn vốn đã bước một chân ra khỏi phòng làm việc, nghe được những lời này của Choi Cheong Han thì đột ngột quay đầu rồi đạp cho anh ta một cú. Choi Cheong Han lập tức kêu lên rồi ngất đi. Khóe miệng của Tôn Dĩnh Thục run run, người này hành xử quá thô bạo rồi. Nếu đã rời đi dứt khoát thì cứ dứt khoát như vậy đi, đằng này còn quay về bồi thêm một nhát nữa, đúng là không còn lời nào để nói nữa mà. Nếu như Tề Đẳng Nhàn đọc được suy nghĩ trong đầu cô ta lúc này thì nhất định hắn sẽ tỏ vẻ khinh thường, tôi đây là bồi thêm một nhát thật dứt khoát đấy, không được hay sao? Vậy là Tề Đẳng Nhàn lại nghênh ngang rời khỏi chi nhánh của tài phiệt thượng tinh ở Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn vừa rời khỏi tòa nhà chi nhánh của tài phiệt thượng tinh đã thấy có một người phụ nữ lạ mặt đang đứng đợi bên cạnh xe ô tô của hắn. Tuy người phụ nữ này đã thay đổi khuôn mặt, thay đổi khí chất, thậm chí ngay cả vóc dáng cũng có chút biến đổi,
nhưng hắn vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra có một vài thứ không thể nào thay đổi được. Sao cô lại biến chính mình thành bộ dạng như thế này? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc hỏi. Chỉ là không tiện thôi, người phụ nữ thản nhiên nói. Xem ra kỹ năng hóa trang của tôi cũng không quá cao siêu, anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra tôi rồi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đáp lại, khí chất thối tha của cô mãi mãi sẽ không thay đổi một chút nào đâu. Trông thấy cặp lông mày của người phụ nữ kia càng lúc càng nhướng lên thật cao, Tề Đẳng Nhàn âm thầm sợ hãi trong lòng, bèn cười cười nói, tôi chỉ đùa thôi, Ngọc tướng quân đừng để trong lòng. Người phụ nữ này đúng là Ngọc Tiểu Long. Cô đã thay đổi gương mặt và vóc dáng rất dễ nhận biết, gương mặt của cô giờ phút này vô cùng bình thường, là kiểu nếu bị ném vào giữa đám đông thì khó mà tìm ra được. Hơn nữa vóc dáng của cô cũng thấp hơn một chút, biến thành kiểu vóc dáng có hơi mập mạp. Một khi đã luyện võ công đến trình độ cao thì con người ta có thể rút gân nhổ xương, dĩ nhiên cũng có thể dịch gân xúc cốt, thay đổi gương mặt và vóc dáng cơ thể vốn có. Nghĩa là thay đổi bắp thịt, thu gọn xương cốt, tên của một thủ pháp võ công đặc thù. Ở xã hội phong kiến và xã hội cũ trước đây, trong dân gian cũng thường có nghệ nhân lang thang biểu diễn kỹ thuật xúc cốt giữa đường phố. Một người trưởng thành sau khi xúc cốt có thể thu gọn chính mình lại thành kích cỡ của một đứa trẻ con, sử dụng cơ thể trẻ con để lần lượt chui qua những chiếc vòng bằng thép với đủ kích thước lớn nhỏ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại phải cải trang để tới tận đây vậy? Tề Đẳng Nhàn mở cửa xe ra, mỉm cười nói. Ngọc Tiểu Long bước lên xe, bình tĩnh giải thích tập đoàn Trần thì có một chi nhánh ở Ma Đô, anh cũng biết điều đó phải không? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, Trần Ngư đã nói với hắn rằng nếu hắn gặp phiền toái gì ở Ma Đô thì có thể tới chi nhánh của tập đoàn Trần Thị để giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo chi nhánh của tập đoàn Trần Thị ở Ma Đô này có tên gọi là Trần Liệt, là con dòng chính của nhà họ Trần, cũng là em trai ruột của Trần Ngư. Ngọc Tiểu Long nói, cái tên Trần Liệt đó đã gặp phải chuyện gì phiền phức sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, hắn và nhà họ Trần là những đối tác hợp đồng quan trọng nhất của nhau, cũng là bạn bè thân thiết, đối xử với nhau tương đối chân thành, hiện giờ lại không thiếu lợi ích chung, cũng là mục đích để bọn họ gắn bó cùng một chỗ, nếu một bên gặp phải phiền phức gì thì dĩ nhiên bên còn lại phải ra tay hỗ trợ. Ngọc Tiểu Long trả lời, không sai, nhà họ Triệu chuẩn bị ra tay với Trần Liệt rồi. Cũng vì thế nên nhiệm vụ lần này của tôi chính là hộ tống anh ta ra khỏi Ma Đô. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi, nhà họ Trần là một gia tộc lớn, sở hữu tài sản khổng lồ, chắc chắn địa vị con dòng chính của Trần Liệt cũng không phải tầm thường. Chẳng lẽ nhà họ Triệu muốn ra tay là ra tay hay sao, chúng đã coi trời bằng vung đến mức đó rồi à? Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói, từ trước tôi đã bảo với anh rồi, hướng gió trong bộ máy chính trị nước ta đã thay đổi. Một số quan chức cấp cao bất mãn với địa vị đặc thù của nhà họ Trần và không muốn để nhà họ Trần độc chiếm Nam Dương nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, phải, cô đã bảo với tôi như vậy, tôi vẫn còn nhớ. Ngọc Tiểu Long nói tiếp, cũng vì vậy mà Trần Liệt đã bị gán cho một tội danh mà không có chứng cứ gì, hiện tại tạm thời anh ta đã bị bắt giữ, chuẩn bị được áp giải tới Đế Đô. Một khi anh ta tới Đế Đô thì chắc chắn anh ta sẽ gặp chuyện phiền phức. Anh ta nằm trong lòng bàn tay của những người kia, nói thế nào thì cũng bị hạn chế ở một mức độ nhất định, vô số kẻ khác được thỏa sức muốn làm gì thì làm. Thế nên nhiệm vụ của cô hiện giờ là bí mật nghĩ cách cứu viện cho Trần Liệt, sau đó đưa anh ta tới Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Long đáp lời. Nhiệm vụ lần này sẽ rất nguy hiểm, vì thế mà tôi không thể để lộ hình dạng thật. Một khi để lộ hình dạng thật và bị bất kỳ ai khác bắt gặp, tội của tôi sẽ là tội phản quốc. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà nhếch mép cười, cuộc tranh đấu giữa các lãnh đạo cấp cao cũng kịch liệt thật đấy, đến cả một nhân vật có số có má như Ngọc Tiểu Long cũng phải cải trang thành người khác để đi chấp hành nhiệm vụ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người tên Trần Liệt này chắc chắn là một nhân vật vô cùng quan trọng, bọn họ tuyệt đối không thể để anh ta rơi vào tay nhà họ Triệu được. Nhà họ Trần đã đạt được quá nhiều lợi ích ở nước Hoa này. Tuy hiện tại thế lực của bọn họ đang từng bước rút lui nhưng dù sao cũng là một gia tộc lớn sở hữu khối tài sản khổng lồ, làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Bảo vệ Trần Liệt cũng là một cách giúp cho mâu thuẫn không trở nên quá gay gắt, làm ảnh hưởng đến kế hoạch thâu tóm Nam Dương sau này của Trần Ngư. Một khi Trần Liệt bị bắt giữ, các lãnh đạo phía trên ra tay và chụp cho nhà họ Trần cái mũ phản động,
Vậy thì, những lợi ích mà nhà họ Trần có được hiện giờ đều sẽ rơi vào tay của nhà họ Triệu. Nếu thiếu đi quyền sở hữu số tài sản vô cùng lớn ở nước Hoa này, nhà họ Trần cũng sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề. Nét mặt của Ngọc Tiểu Long vô cùng nghiêm túc, cô chậm rãi nói. Trông thấy sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn có vẻ kỳ lạ, cô không nhịn được mà nhíu mày hỏi, anh làm sao thế? Tề Đẳng Nhàn hắng giọng một cái, trả lời, gương mặt và giọng nói của cô bây giờ làm tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, cô có thể đổi lại thành gương mặt cũ rồi hắng nói chuyện với tôi được không? Thế thì tôi đeo khẩu trang vào vậy, Ngọc Tiểu Long nhíu mày nói. Như thế vẫn còn mất tự nhiên, Tề Đẳng Nhàn ngay lập tức nói lại. Vẻ giận dữ thoáng hiện lên trên gương mặt của Ngọc Tiểu Long. Tề Đẳng Nhàn nói, thực sự rất mất tự nhiên mà, nếu cô nói về chủ đề kia với gương mặt như vậy thì có cảm giác như một người bị bệnh thần kinh đang ba hoa khoác lác ấy, lẽ ra phải dùng gương mặt vốn có của cô mới phải, vừa xinh đẹp vừa khí chất biết bao nhiêu. Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng rằng cái tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, nhưng cô vẫn đưa ngón tay lên mặt sờ một lúc, tiếng xương cốt ma sát vào nhau vọng ra từ trong xe. Gương mặt hết sức bình thường kia biến mất, đổi lại thành gương mặt 10 phần hào hùng khí khái, thậm chí còn khôi ngô tuấn tú hơn cả mặt của đàn ông. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ thế này thì thoải mái hơn nhiều, dù Ngọc Tiểu Long có nói rằng có thể ngày mai toàn bộ trái đất này sẽ nổ tung thì hắn cũng sẽ không cảm thấy câu nói kia là ba hoa khoác lác. Sau khi hoàn thành những việc này, Ngọc Tiểu Long thuận tay đeo khẩu trang lên để che đi miệng và mũi của mình, lại đội thêm một cái mũ lưỡi chai rồi nói. Thời đại này là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, khắp nơi đều có máy quay an ninh, tôi không thể để bất kỳ ai khác biết tôi đang có mặt ở Ma Đô được. Tề Đẳng Nhàn cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này, hắn hỏi cô định bao giờ thì hành động. Cô cần tôi phối hợp thế nào? Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói, lần này những người được nhà họ Triệu cử đi chính là tiểu độ điềm gở, trong lòng tôi cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Vì thế nên lần này chúng ta phải cẩn thận nghĩ cách rồi phối hợp với nhau cho thật tốt. Tiểu đội điềm gở, đó là cái thứ gì vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi, tiểu đội điềm gở là con át chủ bài siêu đẳng được bồi dưỡng ra bởi một đơn vị bí mật, chuyên được sử dụng để giải quyết những sự việc hắc ám căn bản không thể để cho người ngoài biết. Mỗi một người trong số đó cũng đều là những chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đã trải qua những cuộc huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Cũng đã bị tẩy não, để giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn thì đơn vị bí mật kia không tiếc sử dụng những loại thuốc kích thích, thậm chí còn tiến hành thực hiện một số kỹ thuật cải tạo gen di truyền chưa được kiểm nghiệm, Ngọc Tiểu Long chậm rãi nói. Ồ, tôi còn tưởng là một đám người tu tiên chứ, hóa ra cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, vậy thì có thể đánh với bọn họ được rồi. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó vừa cười vừa nói. Ngọc Tiểu Long nhìn hắn, chẳng còn lời nào để nói thêm. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi, sao thế? Ngọc Tiểu Long cười lạnh nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên tôi rất muốn cậy mở cái đầu chó của anh ra xem bên trong đựng những thứ thế nào mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nói, đúng là hiện giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, đến cả phương diện thể chất cũng không phải là ngoại lệ, hầu như vận động viên thi đấu thể thao nào cũng sử dụng thuốc kích thích để đẩy nhanh tốc độ phát triển của cơ thể mình. Với những phương diện như võ công thì khí lực là quan trọng nhất. Có điều thứ càng quan trọng hơn lại là thành tựu. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy thảo luận những chuyện thế này với hắn là vô cùng phiền phức, cô khoát tay nói, chuyện này thì không cần sốt ruột làm gì, tôi vội vã tới Ma Đô này, đương nhiên cũng đã có sự chuẩn bị chu toàn về mọi mặt. Anh hãy tham gia cuộc thi khảo sát trước đi, đối với anh, đối với chúng ta, thì chuyện đó còn quan trọng hơn nhiều. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện thi khảo sát thì tôi lại không sốt ruột. Tôi càng trì hoãn lâu thì đám người của nhà họ Triệu lại càng thấy buồn phiền. Ha, tôi còn tưởng sau khi đến Ma Đô rồi thì ngoại trừ việc thi khảo sát ra thì tất cả những chuyện khác đều sẽ rất nhẹ nhàng chứ, ai mà ngờ được tự dưng lại tòi đâu ra một đống vấn đề rác rưởi. Ngọc Tiểu Long nói, không nên kéo dài thêm nữa, không ai dám chắc liệu chúng ta có bị thương khi làm nhiệm vụ lần này hay không. Nếu anh bị thương thì chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra trong cuộc thi khảo sát. Anh phải đi giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ. Được được được, Tề Đẳng Nhàn liên tục đồng ý. Ngày kia tôi sẽ đi. Khóe miệng của Ngọc Tiểu Long hơi dần giật, cô giận dữ hỏi, anh đi trong hôm nay không được à? Hoặc là ngày mai cũng được. Tề Đẳng Nhàn nhăn nhó trả lời, người ta vẫn phải chuẩn bị một chút chứ, chuyện quan trọng như vậy,
nếu tôi không chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì làm sao mà được đây? Hai mắt của Ngọc Tiểu Long tối sầm lại, suýt thì bị hắn làm cho tức chết. Cái tên này đến Ma Đô nhiều ngày như vậy mà không hề động tay vào một chút chính sự nào, vậy mà bây giờ hắn còn dám nói mình chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao? Cô liên tục hít vào rồi thở ra mấy hơi thật dài để ép bản thân tỉnh táo lại, nếu không thì cô sẽ đấm thẳng vào bản mặt chó má đó mất. Cũng chỉ có Tề Đẳng Nhàn là vừa có thể coi nhẹ chuyện quan trọng cần làm, vừa có thể nói ra những lời cợt nhả khiến người ta tức chết. Ngọc Tiểu Long cảm thấy may mắn vì mình đã hủy hôn với Tề Đẳng Nhàn, nếu cô phải kết hôn với một người như thế này thì có khi cô sẽ chết sớm mất. Anh tìm đại một chỗ nào đó rồi thả tôi xuống xe đi, chừng nào đến lúc thì tôi sẽ liên lạc lại với anh sau. Anh phải mau chóng hoàn thành cuộc thi khảo sát, không nên trì hoãn thêm một phút nào nữa. Ngọc Tiểu Long nói bằng giọng nghiêm khắc và lạnh lùng. Đã rõ rồi, thưa sếp, Tề Đẳng Nhàn biếng nhác đáp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.